sẻ ngày hôm nay thì chúng tôi hay nói đùa là những người mà ưa thích âm nhạc thì chắc mọi người cũng không xa lạ gì với chương trình Paris by Night, đúng không ạ? Và chúng tôi, những người đang làm chương trình thì hay nói đùa chương trình này là chương trình Mayland by Night. Vâng, với chương trình Mayland by Night này thì chúng ta sẽ có rất nhiều những cái cơ hội để gặp những cái người lãnh đạo, những người chuyên gia mà có thể giúp chúng ta có những cái kiến thức về thị trường bất động sản, cũng như rất rất nhiều những cái kiến thức nó liên quan đến tài chính mà mỗi chúng ta đâu đó đều còn bị thiếu những cái vấn đề này. Thưa các anh chị, trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì ngoài cái cộng đồng Mayer là những người Việt Nam chúng ta, thì tôi rất vui thấy trong Zoom còn có thị trường Đức, thị trường Séc, thị trường Ba Lan cũng đang có mặt ở trong Zoom ngày hôm nay. Và với sức lan tỏa của Mayland thì nó không chỉ còn dừng ở Việt Nam, đúng không ạ? Và bây giờ rất rất nhiều quốc gia đã và đang phát triển cùng với Mayland. Và trong ngày hôm nay thì chúng tôi cũng rất vui được giới thiệu với các cộng đồng nhà Mây chúng ta là chúng ta lại gặp lại những gương mặt thân quen, những chuyên gia như anh Hoàng Đường, như bạn Lừng Danh, anh Tùng Giang, vâng, tiến sĩ Thái Lâm Toàn, vâng, rất rất nhiều những người lãnh đạo của công ty cổ phần tập đoàn Mayland đã có mặt trong Zoom để cùng với chúng ta chia sẻ, tìm hiểu những kiến thức liên quan đến công ty cổ phần tập đoàn Mayland, cũng như cái hệ sinh thái 26 sản phẩm của công ty, các anh chị nhé. Vâng, thì cả nhà mình ơi, ngay bây giờ đây thì Cẩm Trí đã thấy hiện hữu trong Zoom của chúng ta đã là 106 anh chị em rồi ạ. Thì chúng ta hãy cùng nhau gọi điện cho khách hàng và để mà chúng ta cùng nhau vào Zoom. Và đặc biệt là trước khi chương trình diễn ra thì Cẩm Trí cũng mong muốn cả nhà mình cùng nhau mở cam nè, rồi chúng ta hãy tìm cho mình một cái chỗ ngồi thích hợp để mà chúng ta cùng nhau, khi mà ví dụ mình không có câu hỏi hay là mình không đưa ra những cái câu hỏi cho ban tổ chức, thì chúng ta cũng được nhận về đó là những cái câu trả lời từ những người khác thắc mắc. Người ta hỏi thì chúng ta cũng được tiếp nhận những cái kiến thức, những cái giá trị thật là tuyệt vời trong cái dự án của Mayland ạ. Vâng, thì tí xíu nữa đây thì chúng ta sẽ bắt đầu chương trình, khoảng còn 5 phút nữa thì chúng ta sẽ đi vào chương trình luôn hay sao anh Khánh? Bây giờ mình đi vào chương trình luôn ạ. Tất cả là do người đẹp quyết định. Em cũng mong là cả nhà mình hãy chuẩn bị cho mình một cái cuốn sổ và một cái viết kế bên, để những cái gì mà chúng ta còn thắc mắc chúng ta có thể ghi ra để mà hỏi ban tổ chức. Thì khi mà ban tổ chức trả lời thì chúng ta cùng nhau nốt vào cuốn sổ đó để chúng ta làm hành trang, để chúng ta có thể kiến tạo nên kiến thức nhiều hơn, để mà chúng ta vững vàng trên cái con đường chiến cùng với Mayland, được không ạ? Vâng, thì ngay bây giờ đây thì Cẩm Trí cũng xin bắt đầu vào chương trình ạ. Đây xin chào mừng toàn thể quý vị đã có mặt tại buổi Zoom tối ngày hôm nay. Lời kính chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất ạ. Vâng, thì em cũng xin tự giới thiệu, họ và tên đầy đủ của em là Bùi Thị Cẩm Trí, hiện là chuyên viên trong ban chiến lược phát triển thị trường miền Nam của tập đoàn Mayland. Thì ngày hôm nay Cẩm Trí và anh Lê Khánh ngồi đây rất là vui khi được làm cái vai trò là chiếc cầu nói giữa tất cả quý vị các bạn cùng những người đồng thực hiện chương trình. Vâng, thì đến với chương trình ngày hôm nay thì hàng tuần vào 20 giờ tối thứ hai thì Cẩm Trí cũng như là anh Lê Khánh sẽ hiện diện ở đây để mà giúp cho cả nhà mình cùng nhau hiểu hết về dự án Mayland, cùng nhau tháo gỡ những cái thắc mắc mà chúng ta đang vướng phải để chúng ta mạnh dạn tự tin bước tiếp trên cái dự án Mayland mà chúng ta đang tìm hiểu ạ. Vâng, thì sau đây Cẩm Trí cũng xin mời anh Lê Khánh giới thiệu đôi lời về anh Lê Khánh ạ. Ok, xin chào cả nhà, chắc mọi người cũng không lạ gì gương mặt của mình, đúng không nào? Thưa các anh chị, thì hiện tại Lê Khánh đang giữ cái cương vị là Phó Giám đốc Ban Phát triển Chiến lược Thị trường miền Nam. Nhưng mà ở đây thì thực sự mà nói với công ty cổ phần tập đoàn Mayland thì miền Nam hay miền Bắc nó cũng chỉ là một cái địa danh, đúng không ạ? Mà chúng ta chính là một cái gia đình, cộng đồng nhà Mây. Vâng, không địa danh, không chức vụ. Và ở đây tất cả chúng ta chỉ là những người, có những người thì đã đồng hành cùng với lại công ty, cùng với anh Hoàng Mai Trung 2 năm, có những người 1 năm, và cũng có rất nhiều người cũng chỉ mới vài ngày đâu đó gần đây mà thôi, đúng không ạ? Và cái duyên
thì luôn luôn dành cho những người có cái tư duy rộng mở, có cái góc nhìn đúng về một cái cơ hội để mà chúng ta tìm ra những cái trong cuộc đời. Mỗi một con người thì cơ duyên không phải là nhiều, tuy nhiên nếu ta nắm bắt đúng một cơ hội thì nó sẽ giúp ta thay đổi hoàn toàn cái cuộc đời của chúng ta. Và thưa các anh chị, trong ngày hôm nay chúng tôi, ban tổ chức cũng có một cái người khách mời hết sức đặc biệt, đó là anh Viện trưởng Viện Đào tạo Bách Khoa của thành phố Hồ Chí Minh cũng hiện diện trong Zoom ngày hôm nay. Và tiếp theo xin mời Cẩm Chí nói đôi nét về anh Viện trưởng này. Vâng, thì thưa quý vị, như cả nhà mình thường thấy những cái chương trình có thể là chỉ cần một người MC dẫn thôi, mà tại sao chương trình tối thứ hai hàng tuần lại có hai MC dẫn như thế này, thì đó cũng là một cái điều đặc biệt để mà cho chúng ta thấy được cái trong buổi tối ngày thứ hai nó quan trọng như thế nào. Vì sao Cẩm Trí nói quan trọng ở đây thưa quý vị, là vì chúng ta đang đi tìm một cái dự án, một cái cơ hội cho chúng ta, nhưng mà chúng ta còn chưa hiểu về nó, còn rất nhiều cái mơ hồ, rất nhiều cái băn khoăn. Chính vì vậy mà ngày hôm nay chương trình tổ chức ra cái buổi Zoom như thế này để giúp cho tất cả quý đối tác, quý khách hàng chúng ta gỡ được những cái thắc mắc trong lòng, thì chúng ta khi đó chúng ta mới đồng hành cũng như mới tự tin về cái công việc mà chúng ta chọn lựa, đúng không ạ? Chính vì vậy mà ngày hôm nay ban tổ chức cũng muốn làm cho cái buổi Zoom nó năng lượng hơn cũng như là nó sinh động hơn. Chính vì vậy mà ngày hôm nay là có mặt anh Lê Khánh cũng như Cẩm Trí ngồi đây để mà giúp cho cả nhà mình kết nối với lại ban tổ chức để mà thỏa đáng tất cả những cái vấn đề mà mình còn vướng phải ạ. Thì bước vào chương trình, Cẩm Trí cũng muốn giới thiệu đến tất cả mọi người trong Zoom ngày hôm nay là có những ban lãnh đạo đã vào trong Zoom để mà giúp chúng ta thỏa đáp những cái vấn đề khó khăn. Thì người đầu tiên mà Cẩm Trí muốn giới thiệu đó chính là anh Hoàng Đường ạ, hiện là giám đốc và ban điều hành chiến lược phát triển miền Nam. Vâng, chúng ta hãy dành cho anh ấy những tràng pháo tay cũng như những cái nút thả tim trên ô cửa sổ chat đây ạ. Vâng, và người thứ hai Cẩm Trí muốn giới thiệu đó chính là bạn Bùi Lần Danh, hiện là chuyên viên cấp cao của Ban Chiến lược Phát triển miền Bắc ạ. Vâng, chúng ta hãy dành cho bạn ấy những tràng pháo tay cũng như những cái nút thả tim trong ô cửa sổ chat đây ạ. Vâng, thì để tiếp lời anh Khánh, lúc nãy có giới thiệu người khách mời trong buổi chương trình ngày hôm nay. Thực sự mà nói, trong mỗi chương trình hàng tuần, cả nhà đều thấy có những vị khách mời khác nhau, đúng không ạ? Đó là một cái điều mới lạ mà chương trình muốn gửi đến tất cả khách hàng của chúng ta. Vì có rất rất là nhiều khách hàng đặc biệt cũng như những người đồng hành với Mylen rất là đặc biệt, nên Mylen cũng muốn dành những cái đặc biệt đó cho khách hàng ạ. Thì ngày hôm nay đến với chương trình, ban tổ chức cũng có mời lên đây một người tham dự cái chương trình, đó là tiến sĩ Thái Lâm Toàn. Thì với tiến sĩ Thái Lâm Toàn thì hiện nay là viện trưởng của Viện Khoa Bách Khoa Đào tạo. Thì anh ấy là một người như thế đó. Cả nhà mình thấy anh ấy đã hiện hữu trong Zoom với một nụ cười thật là tươi, phải không ạ? Vâng, thì đến với buổi chia sẻ ngày hôm nay thì ban tổ chức cũng có vài câu hỏi muốn mà hỏi anh Thái Lâm Toàn để mà anh chia sẻ đôi lời về cái dự án này cũng như cái cách mà anh tham gia về cái dự án này như thế nào. Thì thưa anh, đến với chương trình ngày hôm nay thì em cũng có một câu hỏi muốn hỏi anh Toàn, đó chính là cái cơ duyên được bạn bè anh chia sẻ về cái dự án Mylen, thì cơ duyên nào hay là sau khi tìm hiểu Mylen anh quyết định tham gia và đồng hành cùng với Mylen, đó là em cũng muốn hỏi anh để mà anh chia sẻ cái lý do vì sao anh đồng hành cùng với Mylen cho cả nhà mình được biết ạ. Vâng, xin cảm ơn MC xinh đẹp Cẩm Trí và xin cảm ơn MC Lê Khánh rất là đẹp trai ạ. Lời đầu tiên là xin gửi lời chúc sức khỏe đến gia đình nhà May. Như các bạn biết thì Viện Đào tạo Bách Khoa của chúng tôi á, là chuyên đào tạo các cái chuyên đề cho các cái CEO, cho các cái doanh nghiệp SME, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thì trong cái việc mà đào tạo đó thì chúng tôi cũng có những cái chương trình, ví dụ như là chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, chứng chỉ quản lý tòa nhà chung cư, chứng chỉ thẩm định giá, thì nó liên quan tới vấn đề bất động sản. Thì trong quá trình tôi đào tạo bất động sản như vậy á, thì có một số em học viên cũng là giám đốc của các cái công ty bất động sản thì có giới thiệu về chương trình Mylen.
Thì sau khi tìm hiểu và nghe các bạn giới thiệu thì tôi cũng đầu tư khoảng 50 đô, 1 triệu 2 để tìm hiểu xem. Tại vì tôi thấy như thế này, Mainland thì chúng ta biết rồi, vừa qua là năm 2020 thì chúng ta thấy có một cái trận đại dịch mà chúng ta không mong muốn. Tuy nhiên cái điều đó, đó là một giọt nước tràn ly cho chúng ta thấy rằng cái công cuộc chuyển đổi số là điều tất yếu. Nhưng mà cái đại dịch thì cho chúng ta thấy là sự chuyển đổi số là cần thiết. Cho nên tôi tìm hiểu cái hệ sinh thái công nghệ của Mainland. Đó là họ có những cái phần mềm, 6 phần mềm trong cái hệ sinh thái 26 như định hướng của họ. Và tôi thấy rằng là ở trong đây á, liên quan đến vấn đề bất động sản thì vừa rồi thì dân môi giới bất động sản, những cái bạn mà môi giới bất động sản thì phải ở nhà. Và chúng ta thấy rằng có một số cái phần mềm app về cho chúng ta hiệu quả. Và bên cạnh đó thì chúng ta lại có những cái phần là chúng ta có thể đồng hành góp vốn. Thì tôi cũng thử xem, tôi cũng đã đầu tư 1 triệu 2. Và sau quá trình tôi tham gia và tôi nghiên cứu khoảng 6 tháng thì tôi mới mạnh dạn đầu tư là khoảng 3 tỷ 850, có nghĩa là triệu may, có nghĩa là giai đoạn đó là khoảng 3.820 đồng một may. Đó là cái quá trình mà tôi tham dự và tham khảo được cái chương trình của Mele. Cảm ơn câu trả lời của anh Thái Lâm Toàn. Thì thưa cộng đồng nhà mây, như cái chương trình trước Lê Khánh đã từng đề cập, để mà chúng ta có thể trở thành một nhà môi giới chuyên nghiệp trong thời gian tới đây thì bắt buộc theo cái quy định mới của Bộ Xây dựng thì những người môi giới bất động sản phải có chứng chỉ. Thưa các anh chị, thì với Viện Đào tạo Bách Khoa của Tiến sĩ Thái Lâm Toàn thì cũng lại là một nơi mà để đào tạo những người tư vấn về những người môi giới về bất động sản và có cấp chứng chỉ mà mang gọi là của nhà nước, đúng không ạ? Đó là một cái rất thuận lợi để cho cộng đồng nhà mây chúng ta, bên cạnh cái việc mà có thể kiếm tiền từ những cái sản phẩm, những cái ứng dụng của Mainland để đưa vào trong việc chúng ta đầu tư bất động sản, thì đây cũng lại là một cơ hội để chúng ta có thể trở thành nhà môi giới bất động sản chuyên nghiệp thông qua cái giấy chứng nhận của Viện Đào tạo Bách Khoa, đúng không ạ? Và ngày hôm nay, thưa anh Thái Lâm Toàn, lúc nãy anh có rất khiêm tốn nói rằng anh đầu tư 50 đô cùng với Mainland. Vâng, nhưng 50 đô đó chỉ tồn tại đâu đó được đâu 1 hay 2 tuần, đúng không anh? Và ngày hôm nay, thưa cả nhà, anh Thái Lâm Toàn cũng đã là một thành viên trong cái cộng đồng những người đang sở hữu triệu mây của công ty cổ phần tập đoàn Mainland. Vậy, thưa anh Thái Lập Toàn, cái lý do nào mà chỉ là 50 đô nhưng sau đó 2 tuần sau anh đã gia tăng ngay lập tức cái tài sản của anh từ 50 đô lên 3.802.000. Vâng, một cái sự thay đổi rất là khủng khiếp, đúng không ạ? Thế thì anh có thể vui lòng cho cộng đồng biết tại sao, nguyên nhân nào dẫn anh có những cái quyết định nhanh như vậy? Vâng, thì các bạn, như các bạn đã biết thì chúng ta muốn trở nên giàu có và thịnh vượng thì chúng ta phải là bước thứ tư, nghĩa là nhóm người thứ tư là nhóm người đầu tư. Tuy nhiên là chúng ta trong quá trình đầu tư thì chúng ta cần phải biết quản trị rủi ro. Thì bước đầu tiên là tôi đầu tư 50 đô là 1.2 triệu, sau đó thì tôi đầu tư là 3.850, là lý do như thế này. Có nghĩa là khi mà chuyển đổi số, công cuộc chuyển đổi số như vậy thì tôi thấy rằng là Mainland đang đi đúng hướng xu thế chuyển đổi số. Tôi lấy ví dụ như là tôi thấy cái trang web là app.mainland.com. Thì trong đây á, là cho chúng ta những cái trường thông tin và cho chúng ta giống như là một cái trang mà là sàn môi giới bất động sản. Thí dụ như ở ngoài truyền thống chúng ta là chúng ta phải thành lập sàn môi giới bất động sản. Tuy nhiên ở trong đây chúng ta đang collect lại thành một database, nghĩa là chúng ta tạo lên một cái hệ thống dữ liệu. Mà ngày hôm nay chuyển đổi số dữ liệu là tiền. Đó là một. Tại vì cái trang web chúng ta thấy là có nhiều triệu lượt truy cập hàng ngày. Và thứ hai nữa là tôi thấy trong cái trang web Mainland.com, trong cái app Mainland.com này nè, có cái công nghệ AI. Công nghệ AI này nè, tôi hình dung cho các bạn giống như là một cái đơn vị thẩm định giá. Tôi lấy ví dụ như là bên bán thì luôn luôn lúc nào muốn bán giá cao. Và bên mua thì lúc nào cũng mua sợ giá hớt, là muốn giá thấp. Cho nên để đồng bộ giữa người mua và người bán thì chúng ta phải có một cái đơn vị thẩm định giá. Thì ở trong cái hệ thống Mainland.com này nè, cho chúng ta một cái công nghệ AI, là chúng ta, họ có một cái công nghệ rất là hay là gì, họ tổng sigma những cái giá bán để cho một giá là tương đối. Thí dụ như là ví dụ như một miếng đất là 3.8 tỷ, rồi họ có thể là đăng ký 4 tỷ, nhưng mà tổng hợp lại thì họ cho một cái số bình quân. Thì cho chúng ta thấy là đây là một cái cơ sở để chúng ta thấy là người mua và người bán sẽ thúc đẩy giao dịch tốt hơn. Đó là một ý.
Ý thứ hai nữa là tôi thấy như thế này, khi mà chúng ta muốn đầu tư một cái miếng đất bất động sản nào đó thì tôi thường đầu tư ở Bình Dương hoặc là Bình Phước, thì tôi thấy cái việc mà khó nhất là chúng ta xác định cái miếng đất đó về tính pháp lý. Thì dù anh chị phải đến phòng tài nguyên môi trường hoặc là thậm chí sở tài nguyên môi trường, thì tôi thấy ở hệ thống Mylen có Mymap cho chúng ta tra cứu cái dữ liệu giống như chúng ta lên cái phòng tài nguyên môi trường. Tiếp tục tôi thấy là tôi cũng đào tạo về sale bất động sản theo nghị định 25 của Bộ Xây dựng, thì chúng ta phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Thì chúng ta thấy rằng là để mà quản lý được đội ngũ bất động sản này rất là khó, và họ thường nhảy việc từ cái sàn giao dịch này tới sàn giao dịch kia. Cho nên tôi thấy là Mylen ra một cái hệ thống là CRM. CRM thì theo tôi hiểu đó là Customer Relationship Management, là quản trị quan hệ khách hàng. Cho chúng ta sẽ phân loại khách hàng từ khách hàng nóng, ấm, khách hàng lạnh, ấm và trở thành nóng, và chúng ta chốt sale. Và thậm chí chúng ta có phân loại nhiều khách hàng. Thì trong cái phần mềm này tôi có biết nhiều, từ CRM cho tới ERP, thì tôi thấy đây là một cái điểm nhấn nữa. Và ngày ra là chúng ta phải chuyển đổi số từ truyền thống sang online, thì chúng ta phải có một website. Mà tuy nhiên ngày hôm nay bán hàng bằng website thì không còn hiệu quả bằng chúng ta thành lập một landing page. Landing page thì chúng ta biết rồi, là landing page là bán một cái sản phẩm là chuyên biệt. Tôi lấy ví dụ như trong cái phân khúc bất động sản thì sẽ có rất nhiều cái phân khúc khác nhau. Ví dụ như là đất nền, hoặc là nhà phố, hoặc là chung cư, hoặc là biệt thự nghỉ dưỡng, hoặc là biệt thự săn vườn. Thì chúng ta thấy rằng là phải có một cái trang landing page mà để chúng ta bán một sản phẩm riêng biệt để cho thể hiện cái tính chuyên nghiệp. Thì như vậy thì ở Mylen có một cái mybase.com, tôi thấy là rất hiệu quả mà miễn phí hoàn toàn. Đúng không ạ? Rồi chúng ta thấy rằng là chúng ta làm bất động sản môi giới thì chúng ta cần chốt sale. Chốt sale thì nó có hai dạng, một là marketing sale hoặc là marketing về branding, thì bạn phải cần có một cái nơi để chúng ta marketing. Nhưng ngày hôm nay chúng ta đổ tiền quá nhiều vào Facebook. Cho nên là tôi thấy trong hệ sinh thái chúng ta lại có MyAds. ADS đó, là chạy quảng cáo giống như là Google AdWords hoặc là Facebook Ads. Thì tôi thấy rằng là đây tổng hợp các sigma đó, thì tôi thấy vậy là hệ sinh thái này rất là hoàn chỉnh. Thì đứng với góc độ là nhà đầu tư thì tôi phân tích như thế này: Zalo đã có một cái lịch sử về Zalo, và Zoom chúng ta đang sử dụng đây đã có cái lịch sử về Zoom rồi, đúng không ạ? Cho nên là chúng tôi đã lỡ nhiều chuyến tàu cho cái việc đầu tư về công nghệ. Cho nên tôi nhìn thấy là tổng sigma, những cái cơ sở về kiến thức và giống như là kinh nghiệm của tôi, thì tôi thấy rằng là tổng sigma tất cả những kiến thức đó sẽ trở thành niềm tin. Và người CEO là người, kỹ năng quan trọng nhất của người CEO đó là kỹ năng ra quyết định dựa trên tất cả những niềm tin đó. Thì tôi nghĩ rằng là đây là một quyết định đúng đắn, và là chúng ta phải đi kịp chuyến tàu chuyển đổi số. Và tôi thấy là đâu đó trong đây có bóng dáng của blockchain. Blockchain là một cái công nghệ đang phát triển, và chúng ta thấy là blockchain, và chúng ta thấy rằng là vừa rồi là bắt đầu tôi quyết định đầu tư là vừa rồi là Mylen đang có cái mã chứng khoán là May, đúng không ạ? Và tôi hiểu rằng là khi đã có mã chứng khoán thì con đường sắp tới sẽ lên là upcom ở Việt Nam. Mà chúng ta đều biết với nhau, upcom ở Việt Nam thì cổ phần tối thiểu là phải 10.000, và trong đó là hiện tại nó đang 3.800 mấy, thì tội gì chúng ta không ra quyết định. Cho nên chúng ta ra quyết định liền. Và trong cái việc mà tôi nghe là chuyển đổi qua sàn Hồng Kông, mà theo cái hiểu biết của tôi á, là nếu mà anh chị chuyển từ Việt Nam, sàn chứng khoán Việt Nam qua nước ngoài, thì tới Hồng Kông là con đường chỉ là bước đệm, và chúng ta phải đến con đường là NASDAQ của Mỹ, sàn chứng khoán của Mỹ, thì bạn phải qua 5 bước. Có nghĩa là bạn phải là lên sàn chứng khoán trước, bạn phải có công nghệ blockchain, đúng không ạ? Bạn phải có max contract, và bạn có tất cả tổng niềm tin đó và có ông chủ cụ thể. Thì tôi nghĩ rằng là với cái tất cả niềm tin đó thì tôi sẽ mạnh dạn đầu tư. Và tôi nghĩ rằng là chúng ta đã đầu tư thì chúng ta phải đầu tư lớn. Mà đầu tư lớn như vậy thì tất cả là chúng ta có thể deal với người phát minh ra doanh nghiệp này, sáng lập cái doanh nghiệp này, thì tôi deal và tôi được cái hậu hĩnh rất tốt hơn. Thay vì bạn phải đầu tư là 1-2 tỷ thì thôi vậy cũng mắc là 1 triệu may. Thôi chúng ta phải đầu tư luôn 1 triệu may để chúng ta được hưởng tất cả những chính sách. Để chúng ta cộng hưởng cái đó thì chúng ta được hưởng lợi nhất. Thì tổng tất cả các niềm tin đó thì tôi ra quyết định. Cảm ơn những cái chia sẻ của anh Thái Nam Toàn.
anh đã ra quyết định đầu tư Triệu May với những cái kiến thức của anh, những cái sự tìm hiểu cũng như cái sự cân đo đong đếm của anh để mà anh vào cái câu lạc bộ Triệu May, đúng không ạ? Thì em nghe nãy giờ em ngồi em nghe anh phân tích rất là nhiều về những cái sản phẩm của Maylen đã ra mắt thị trường, thì em thấy là anh có vẻ rất rất là am hiểu về những cái sản phẩm này. Thì anh Thái Lâm Toàn cho em hỏi thêm một câu nữa là với những sản phẩm của Maylen đã ra mắt thị trường thì anh nhận định như thế nào về những cái sản phẩm này cung ứng ra thị trường đáp ứng cho người tiêu dùng cũng như cộng đồng những cái lợi ích và giá trị cũng như những cái tính năng như thế nào để cho giúp người ta làm một cách dễ dàng như là chạm với cái công nghệ 4.0 thời bây giờ ạ? Vâng, thì các bạn đã biết thấy không ạ, chúng ta đã từng sử dụng Zalo. Zalo chỉ có gọi và nghe. Khi mà mới ra thì tôi nhớ đâu đó là 8 đô, thì bây giờ nó tới 2 triệu mấy. Chỉ có gọi và nghe thôi. Là chúng ta chỉ có sử dụng để truyền thông thôi, communication thôi. Còn đây là cả một hệ sinh thái mà hiện tại là đã 6 phần mềm. Và tôi nếu mà là tôi là nhà quản trị, mà tôi là cổ đông trong đây, thì tôi sẽ có những chính sách có thể kiếm tiền từ cộng đồng. Và tôi nhìn vào là nhìn vào giống như anh chị thấy ấy, là mạng xã hội chẳng hạn, thì chúng ta quan trọng nhất tiền nó nằm đâu? Tiền nằm ở chỗ cộng đồng và database. Và chúng ta phải giáo dục cộng đồng. Mà tôi thì làm trong ngành đào tạo, và tôi có khả năng đào tạo và tôi có thể khai thác được cộng đồng. Lúc tôi vào thì tôi thấy là cộng đồng Maylen đã có 30.000 người. Thì tôi thấy rằng là đây là một con số mà mỗi một người mà đóng cho tôi 5 triệu học về chuyển đổi về chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Thì các bạn biết rồi, thật ra là nghị định 25 của Bộ Xây dựng là bắt buộc chúng ta làm trong lĩnh vực bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản này, và giá trị của nó chỉ có trong vòng 5 năm. Nếu mà bạn có thể xem nghị định đó trong điều 17, tại tôi khá gần cái này, tại tôi đào tạo cái này. Cho nên đây là một cộng đồng, anh chị cứ thử tưởng tượng mà xem. 30.000 người mà nhân cho 5 triệu thì tôi có một số tiền, thì tôi nghĩ rằng là ra quyết định có 3.850 tỷ thôi mà chúng ta khai thác một cộng đồng này. Và khi khai thác cộng đồng này xong thì thương hiệu của Viện Đào tạo Bách Khoa của tôi, thì tài sản của chúng ta thì bằng tài sản hữu hình cộng với tài sản vô hình, thì tại sao chúng ta không đẩy tài sản vô hình chúng ta đi để chúng ta phát triển nhanh lên và mình cộng hưởng vào Maylen, song song với Maylen thì chúng ta có thể khai thác. Và bên cạnh đó thì Viện Đào tạo Bách Khoa tôi có một cái dịch vụ, đó là dịch vụ coaching và mentoring. Thì tôi biết rằng là trong quá trình mà anh Hoàng Mai Trung ấp cơm lên thị trường chứng khoán Việt Nam và ấp cơm lên sàn chứng khoán Hồng Kông, chắc chắn sẽ cần những cái lời tư vấn về tài chính. Thì đây là một sở trường tôi đã từng làm ngân hàng, thì đâu đó tôi có thể làm dịch vụ cho Maylen, thì tôi sẽ có thể lấy tiền từ dịch vụ coaching. Đấy, tôi là dân miền Nam nên tôi nói thẳng. Thì đâu đó là anh chị thí dụ ảnh mà có gọi là cố vấn thì càng tốt. Nếu mà đi đúng đường thì tôi đầu tư 3.8 tỷ thì sẽ đúng. Còn giả sử có trường hợp là ảnh đi chưa đúng, không phải là sai mà là chưa đúng, thì bắt đầu lập tức tôi sẽ nhảy ra. Và nhảy ra thì tôi sẽ là lấy cái hợp đồng đó, và đó là đem nguồn thu, thì tổng hợp tất cả những cái như vậy đó. Thì giống như ngày hôm nay mà tôi được lên sóng trước cộng đồng nhà may, thì cái đó là đã là thương hiệu. Cái đó không thể mua bằng tiền được. Cho nên tổng sích ma những cái mà tôi dự đoán thế nào tôi đầu tư 1 triệu may thì thế nào các anh chị cũng phải hỏi tôi. Và tôi cũng lên sóng như thế là tôi đã lấy được cái giá trị thương hiệu cho Viện Đào tạo Bách Khoa của tôi rồi. Thì tôi tổng sích ma như vậy, thì mình đứng dưới góc nhìn nhà đầu tư như thế nào, chứ không phải là chúng ta là nhà đầu tư nhỏ lẻ, phải không? Thì tôi nghĩ rằng trên cái con đường mà chuyển đổi số mà blockchain chẳng hạn, thì tôi nghĩ rằng là ngoài ra tôi thấy trong hệ sinh thái đó có những cái là dường như là Mayadu cũng là công nghệ của tôi, và chúng ta có Maybank. Đấy, Maybank là những cái gọi là ngân hàng số, và rõ ràng là xu thế của crypto đang là một xu thế. Cái đại dịch này và cộng với chuyển đổi số. Còn ngày ra tôi thấy có May Lottery. Lottery là chứng, gọi là công chứng, chỉ công chứng đó. Thì rõ ràng là có một cuộc chuyển đổi số này đúng hướng với chính phủ. Giống như là nghị định 942, đúng không ạ? Cho chúng ta chuyển đổi số, thì tôi nghĩ rằng tổng sinh ma đó, thì niềm tin tôi dựa trên cái đó, thì tôi ra quyết định đầu tư là hợp lý. Ok, cảm ơn câu trả lời của anh tiến sĩ Thái Lâm Toàn. Thì thưa các anh chị, chúng ta đã biết trên thế giới có rất nhiều những người tỷ phú, họ đã thành công từ những cái phi vụ đầu tư. Vâng, ông Lý Gia Thành đầu tư vào Zoom đúng không ạ? Chỉ trong vòng mấy năm nhưng tài sản ông đã gấp lên cả 100 lần. Từ 40 triệu đô mà bây giờ đã lên đến mấy chục tỷ. Vậy thì thưa các anh chị, như anh Thái Lâm Toàn đã chia sẻ với mọi người, anh ấy cũng là một nhà đầu tư.
Và ở đây tôi đánh giá đó chính là một nhà đầu tư thông minh. Thông qua Mayland, anh ấy có cơ hội để gia tăng tài sản của mình. Nhưng cái đó chưa phải là lớn, thưa các anh chị. Cái lớn hơn theo tôi, đó chính là anh ấy làm cho cái giá trị vô hình của cái viện đào tạo Bách Khoa nó gia tăng lên rất nhiều lần nữa. Vậy nếu anh ấy đem bán cái viện đào tạo Bách Khoa đó cho một cá mập nào đó, thì cái giá trị của viện đào tạo Bách Khoa khi anh Thái Lập Toàn kết hợp cùng với Mayland, giá trị nó sẽ tăng lên vô cùng lớn. Đúng không ạ? Là những nhà đầu tư thông minh, chúng ta hãy hiểu, hãy nhìn sâu vào một cái kế hoạch đầu tư để chúng ta có những cái quyết định đúng, thưa các anh chị. Rất cảm ơn câu trả lời của anh Thái Lập Toàn ngày hôm nay, những cái chia sẻ rất mộc mạc của một người dân Vĩnh Long và một người đậm chất miền Tây Nam Bộ. Xin cảm ơn anh. Vâng, cả nhà mình ơi, thì còn chuyện gì về nữa mà chúng ta hãy dành cho anh Thái Lập Toàn những tràng pháo tay thật lớn cũng như những cái nút thả tim trên ô cửa sổ chat đi ạ. Vâng, một lần nữa ban tổ chức cũng như là MC cảm ơn sự hiện diện của tiến sĩ Thái Lập Toàn. Một lần nữa cảm ơn anh rất nhiều đã hiện diện trong buổi Zoom tối ngày hôm nay ạ. Vâng, xin thành vâng, thưa quý vị, như anh Thái Lập Toàn của chúng ta đã chia sẻ, thực sự mà nói, đầu tư thì không có rủi ro, mà rủi ro là chúng ta thiếu hiểu biết trong đầu tư, đúng không ạ? Khi mà chúng ta muốn đầu tư tìm hiểu về một cái dự án nào thì chúng ta cũng nên tìm hiểu kỹ và đưa ra những cái góc độ tư duy của mình và tư duy của rất là nhiều người để mà mình đứng trên đó, mình hiểu cái dự án nó như thế nào và khi đó mình mới quyết định là đầu tư, đúng không ạ? Vâng, thì đất nước của chúng ta đang dần chuyển đổi số, con người của chúng ta cũng vậy, luôn luôn mình phải học hỏi và chạy theo. Nếu ai không theo kịp thì chúng ta sẽ không bắt kịp xã hội, thì chúng ta sẽ bị đẩy lùi, phải không ạ? Chính vì thế chúng ta cũng phải chạy đua với nó để mình không bị đẩy lùi. Và qua các phần chia sẻ của anh Thái Lâm Toàn vừa rồi thì cả nhà mình cũng thấy Mayland nó là một cơ hội rất là tuyệt vời. Thậm chí có nhiều ý kiến cho rằng Mayland là cơ hội đầu tư tuyệt vời nhất trong năm 2021 ạ. Vâng, như anh Khánh có nghĩ như Cẩm Trí không ạ? Chắc chắn rồi. Chuyển đổi số chính là một cái cơ hội lớn cho các công ty mà khởi nghiệp trong cái thời điểm này. Và Mayland đã đi đúng được cái đường lối phù hợp với xu thế và đi đúng đường lối của nhà nước. Thì chắc chắn rằng cái việc Mayland thành công nó chỉ còn là một sớm một chiều mà thôi. Và thưa các anh chị, theo như kế hoạch của công ty thì từ giờ đến cuối năm Mayland lại tiếp tục đưa ra những cái ứng dụng như anh Toàn vừa mới nói đó. Đó chính là Maynotary. Vâng, một cái công chứng online có tuyệt vời không ạ? Khi mà cái việc chúng ta đã mua bán, tìm nhà, biết được giá cả tốt, nhìn hình ảnh tốt mà bây giờ lại kết hợp thêm công chứng online nữa, tiếp tục những ứng dụng của Mayland sẽ tiếp tục đưa ra thị trường. Vâng, và năm 2022 chính là năm mà Mayland chúng ta sẽ cất cánh. Những sản phẩm của Mayland không chỉ là nằm trong Việt Nam nữa mà nó sẽ bắt đầu đi vào những cái quốc gia khác. Họ sẽ sử dụng sản phẩm của chúng ta. Và thưa các anh chị, một điều đương nhiên, lợi nhuận sẽ được đưa về Việt Nam, đưa về cho công ty cũng như cho chúng ta, những người cổ đông của công ty cổ phần tập đoàn Mayland, đúng không ạ? Vâng. Và thưa các anh chị, bây giờ tiếp theo thì ban tổ chức chúng tôi rất mong muốn để nhận được những cái câu hỏi, những cái thắc mắc của cả cộng đồng, để chúng tôi có thể mời những người chuyên gia của công ty có thể trả lời cho quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, ban tổ chức xin mời. Vâng, cả nhà mình ơi, khi chúng ta có mặt trong cái buổi Zoom ngày hôm nay, đó là cho chúng ta một cơ hội, đúng không ạ? Chúng ta tự cho bản thân mình một cơ hội ngồi vào đây để mà mình cùng giải đáp những cái vấn đề khó khăn thắc mắc mà mình còn vướng phải. Và ngay bây giờ đây thì Cẩm Trí cũng đã thấy trên màn hình của chúng ta có một chị đã raise hand trên màn hình. Thì chị Phương ơi, thì chị có thể bật mic lên để mà giao lưu với ban tổ chức ạ. Vâng, em xin mời chị ạ. Rồi, chào Cẩm Trí, em chào anh Khánh. Là MC nhưng mà anh Khánh cũng phải trả lời câu hỏi này luôn, chứ không phải là người trả lời, em biết vậy luôn. Hôm nay em có chia sẻ cơ hội cho một bạn. Và anh này anh ấy nói là bên đấy em nghe không Trí? Em nghe chị Phương nói dạ, không? Dạ, em nghe rõ chị Phương. Chị Phương chia sẻ cơ hội với một bạn này thì anh ấy hỏi là anh ấy nói là ôi tôi thấy rồi, bữa đó tôi thấy cái thằng đó nó lên cái chương trình sắc tăng gì đó gọi vốn đó, nhưng mà người ta đâu có đầu tư.
không biết đường nào đối phó luôn. Ok, cảm ơn cái câu hỏi thú vị của chị Phương. Vâng, cũng không biết là thằng nào đã lên sắc tăng đúng không ạ? Nhưng mà chắc chắn là với anh Hoàng Mai Trung thì các sắc tăng chính là những người bạn của anh ấy. Mà ta có thể nói ở đây dẫn chứng cụ thể đó chính là Sạc Bình, cũng là một người bạn rất thân của anh Hoàng Mai Trung chúng ta. Và Sạc Bình đương nhiên cũng có những cái kế hoạch để cũng có thể bắt tay đồng hành cùng với Maylen. Chuyện đó là rất là bình thường, nhưng họ đang bắt tay ở tư cách là những người bạn bè. Không phải rằng là anh Hoàng Mai Trung nhà chúng ta để đi lên các chương trình Sắc Tăng mà kêu gọi vốn nhé chị Phương nhé. Dạ, thì em không biết cái thực hư là sếp mình có lên không thì em không biết. Nhưng mà em nghĩ là em nói là chắc là cái app nào thôi, chứ tôi nghĩ là Hoàng Mai Trung là sẽ không lên những cái chương trình này để mà gọi vốn. Nhưng mà nói mà thuyết phục đó, mình nói là sao làm như thế nào để mình thuyết phục đúng cho người ta thì em lại, tại vì không biết là ông ấy có lên không. Mà em nghĩ ông không lên thật. Ở đây thì thực sự là cái này cũng là câu nói chuyện với lại chị Phương cũng như cho cộng đồng, thì thực sự với Maylen tại thời điểm này thì có rất nhiều các cái quỹ đầu tư lớn, họ rất muốn góp tiền vào trong Maylen. Tuy nhiên tại thời điểm này thì công ty của chúng ta với những cái sản phẩm của chúng ta đang làm ra thị trường thì cũng chưa nhất thiết cần đến cái sự góp mặt của những cái quỹ lớn. Tại vì sao ạ? Với những cái quỹ đầu tư mạo hiểm và đầu tư lớn, thông thường những cái số tiền họ bỏ ra không nhỏ, trung bình nó phải từ vài chục triệu đô cho đến cả trăm triệu đô. Nhưng họ định giá cái số tiền đó dựa trên giá trị thực của công ty tại thời điểm này. Thế cho nên khi mà chúng ta đánh đổi những cái sự góp vốn của những con cá mập đó tại thời điểm này thì nó không có lợi cho Maylen. Cho nên chúng ta cũng chưa phải cần thiết để mà có thể sử dụng những cái quỹ đó vào thời điểm này. Cho nên cái cơ hội mà cộng đồng người Việt Nam chúng ta đang có cơ may đó là sở hữu May, cổ phần doanh nghiệp trong tương lai với một cái giá rất là tuyệt vời. 4.232 đồng đúng không ạ? Một cái giá vàng trong thời điểm vàng, mà ngày hôm nay thì nó không còn là vàng thưa các anh chị, mà ngày hôm nay nó chính là kim cương. Vâng, có thể chỉ một giấc ngủ ngày kia cái giá này đã không còn như vậy nữa rồi đúng không nào? Và tôi tin rằng ở đây trong tất cả cộng đồng chúng ta ai cũng đã nhìn thấy trong tài khoản của chính mình những cái sự thay đổi của cái hàn biểu báo hiệu cho cái giá mây sẽ tăng rất sớm trong một hai đêm nữa mà thôi. Vâng, với một cái thời gian ngắn như vậy mà cái tài sản chúng ta có thể tăng lên một cái số không nhỏ một chút nào, đó chính là những cái giá trị của Maylen đang đem lại cho cộng đồng. Vâng, một thời điểm kim cương thưa các anh chị. Xin cảm ơn. Dạ, em cảm ơn câu trả lời của anh Khánh. Cảm ơn anh. Vâng, cảm ơn với câu hỏi của chị Phương rất nhiều và cũng là yêu cầu anh Khánh trả lời luôn. Thì ngay bây giờ đây, em thấy trên màn hình cũng có một bàn tay ra hand trên màn hình, đó là của anh Lê Văn Kết. Thì anh Kết ơi, chúng ta có thể mở cam lên và mở mic lên để mà chúng ta có thể đặt câu hỏi cho ban tổ chức đi ạ. Em xin mời anh Kết ạ. Vâng, cả nhà mình ơi, thì buổi Zoom này là buổi Zoom dành cho cộng đồng, dành cho tất cả quý đối tác mà chúng ta còn đang thắc mắc, còn đang do dự, chưa đồng hành cùng với Maylen. Chúng ta có những cái gút mắt gì thì chúng ta hãy hỏi ban tổ chức để mà ban tổ chức giải thích cho chúng ta hiểu hết về Maylen, hiểu sâu hơn về Maylen, thì khi đó chúng ta có thể tự tin mạnh dạn đưa ra cái quyết định của mình có nên đồng hành với Maylen hay không. Vì thực sự ngày hôm nay chúng ta có mặt tại Zoom như thế này, đó cũng là một cái duyên và đó cũng là một cái may mắn của chúng ta khi biết tới một cơ hội đầu tư như thế này. Vì người ta nói là trong cuộc đời của mỗi người không có quá vài lần cơ hội đúng không ạ? Mà khi mà người ta hay nói là mơ mơ hồ hồ đó mới là cơ hội. Vì thế chúng ta nên nắm bắt. Và khi chúng ta đang còn mơ hồ thì chúng ta hãy làm sao cho chúng ta sáng tỏ. Và khi chúng ta đã tỏ rồi thì chúng ta mới đồng hành với nó. Và cũng như là khi chúng ta đủ niềm tin thì chúng ta mạnh dạn đầu tư đúng không ạ? Vâng, thì Cẩm Trí cũng mong muốn cả nhà mình hãy
raise hand trên màn hình để chúng ta cùng mở cam, mở mic để mà hỏi ban tổ chức, hoặc là chúng ta có thể gửi những cái câu hỏi của chúng ta vào ô cửa sổ chat để ban tổ chức có thể giải quyết cho mình những cái câu hỏi mà mình còn đang thắc mắc. Ok, thưa các anh chị, chắc là sẽ có nhiều người đã nhìn thấy trong câu cửa sổ chat có những cái chú bé gọi là tinh nghịch nhắn những câu đùa nào đó, đúng không ạ? Có một câu mà tôi cũng rất quan tâm, đó chính là các bạn đó đang nói chúng ta là những người đa cấp. Vâng, câu hỏi này tôi muốn mời anh Hoàng Đường, giám đốc điều hành của Ban Chiến lược Phát triển Thị trường, sẽ chia sẻ cho chúng ta Mayland. Cách làm của Mayland, nếu như không làm theo cách truyền thống mà theo cách thức như chúng ta đang phát triển thì có dễ bị đánh đồng là đa cấp hay không? Và câu hỏi này thì tôi xin mời anh Hoàng Đường có thể chia sẻ cho cộng đồng lại một chút. Tôi cũng rất thú vị khi mà thấy các bạn trẻ lại đưa những cái câu nói là chúng ta là đa cấp. Vâng, cũng rất thú vị. Ok. Rồi, cảm ơn câu hỏi của anh Lê Khánh. Hoàng Đường xin chào toàn thể anh chị em. Thì chúng ta phân biệt, Hoàng Đường sẽ chia sẻ một vài cái thông tin để anh chị em, đặc biệt là người mới, chúng ta hiểu rõ hơn một chút về cái mô hình vận hành của doanh nghiệp công ty cổ phần tập đoàn Mayland như thế nào, và cái cách thức mà anh chị, tất cả chúng ta đang ngồi đây, những người đang ngồi đây đang ủng hộ cái ý tưởng của nhà sáng lập đó, và cái mô hình vận hành nó như thế nào, để chúng ta hiểu rõ một chút và phân biệt rõ như thế nào là gọi là đa cấp hay không đa cấp, anh chị nhé. Thì như thế này, công ty cổ phần tập đoàn Mayland anh chị là một pháp nhân, không ạ, là một pháp nhân đăng ký hẳn hòi, có giấy phép đăng ký kinh doanh, và bản thân của công ty cổ phần tập đoàn Mayland là gì ạ? Đang đặt có cái mục tiêu và có sứ mệnh rõ ràng và xây dựng một cái hệ sinh thái bất động sản gồm 26 cái sản phẩm công nghệ đó, để mà ứng dụng chuyên sâu, chuyên biệt cho lĩnh vực bất động sản. Thì đây là một tập đoàn để tạo ra các sản phẩm công nghệ, được chưa? Và câu hỏi đặt ra là công ty cổ phần tập đoàn Mayland có đang ứng dụng cái chương trình gì về cái mô hình như thế nào để mà có thể là chia sẻ rộng rãi được cho nhiều khách hàng biết đến Mayland. Thì xin thưa rằng với anh chị, chúng ta phân biệt thế này. Mayland hiện tại cũng đang ứng dụng cái mô hình tiếp thị liên kết. Tiếng Anh người ta gọi là affiliate marketing. Affiliate marketing. Đây là cái mô hình rất thành công được ứng dụng đầu tiên bởi công ty Amazon, tập đoàn Amazon tại bên Mỹ đó anh chị, đúng không ạ? Và tại Việt Nam thì chúng ta đang thấy những cái công ty nào đang tận dụng cái mô hình này ạ. Ví dụ như là Shopee, tôi đã từng bán hàng cho Shopee, đúng không ạ? Lazada, Tiki cũng có, bán sách cho Tiki. Đấy, là mô hình tiếp thị liên kết. Bản chất của nó là gì? Mỗi người được quyền tạo một cái tài khoản. Rồi sao ạ? Thông qua một cái đường link. Cái đường link này là đường link của cái người chia sẻ cho mình. Đó. Như vậy thì tại Mayland đấy, thì anh chị được quyền làm việc đó, là chúng ta là thành viên của Mayland, anh chị được quyền sao chép cái đường link đó, chia sẻ cho người khác, đăng ký mở tài khoản để trải nghiệm miễn phí các cái sản phẩm và dịch vụ của Mayland. Dạ. Thì chúng ta cũng có cái cơ hội nhận được những cái thu nhập thụ động từ cái nền tảng này. Bởi vì sao? Những cái người mà họ đăng ký tài khoản miễn phí, họ sử dụng, họ cảm thấy đây là một cái nền tảng rất tuyệt vời để giúp họ có thể thanh khoản tốt bất động sản của họ. Họ có thể kiểm tra nhanh thông tin quy hoạch, vân vân, rất nhiều cái sản phẩm dịch vụ trong đó. Họ sẵn sàng nạp tiền vào. Đó, tôi ví dụ đơn giản là họ sẵn sàng nạp tiền vào để đăng tin VIP hoặc là mua các cái gói kiểm tra quy hoạch hoặc rất nhiều sản phẩm dịch vụ khác. Thì bản thân anh chị là những người đã có cái đường link chia sẻ cho họ, sẽ nhận được những cái khoản gọi là chi phí marketing, gọi là những cái khoản thưởng công ty trả về cho anh chị theo mô hình tiếp thị liên kết, được chưa? Và tại Mayland chỉ có ứng dụng đơn thuần tiếp thị liên kết. Nó phân biệt như thế này anh chị, là sao anh chị chia sẻ cho đối tác trực tiếp của mình thì anh chị được nhận cái phần thưởng khi mà họ chi tiêu đó. Và ngoài ra thì chúng ta không, công ty cổ phần tập đoàn Mayland nhé, không chi trả nhiều tầng, không có chi trả cái gọi là hoa hồng, người ta thường gọi là cái phần giới thiệu, phần thưởng giới thiệu nhiều tầng. Tại vì theo định nghĩa của N tầng gọi là nhiều cấp, đúng không ạ? Nhiều cấp gọi là đa cấp.
Còn bản thân tôi không có phản đối cái việc cái mô hình đa cấp, thực sự nó là một cái mô hình cực kỳ tốt thưa anh chị. Tuy nhiên thì cũng nhiều cái quy định tại Việt Nam, thành ra mô hình của công ty cổ phần tập đoàn Mayland là chỉ ứng dụng đơn thuần là tiếp thị liên kết mà thôi. Nó giống như là Shopee Lazada vậy đó. Chúng ta phân biệt trước cái phần này nhé. Thì nếu như có những cái quan điểm nào nói là Mayland đa cấp thì đó là những cái quan điểm hoàn toàn sai lầm anh chị nhé. Bởi vì nếu như mô hình của Mayland ứng dụng cái mô hình đa cấp chẳng hạn, MLM chẳng hạn, thì xin thưa với anh chị rằng thì chúng ta không bao giờ có được những cái văn bản quyết định từ những cái cơ quan tổ chức. Ví dụ như là đã có những cái văn bản là trở thành quyết định trở thành công ty đại chúng, đúng không ạ? Là công nhận Mayland là công ty cổ phần công ty đại chúng. Vừa rồi thì là một cái văn bản là từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, từ Ủy ban Trung tâm Lưu ký Chứng khoán đấy, họ cấp cái mã cổ phiếu cho công ty cổ phần tập đoàn Mayland. Thì nếu như có cái yếu tố đa cấp trong đó thì xin thưa rằng với anh chị, cơ quan nhà nước họ sẽ không bao giờ làm những việc như vậy đâu ạ. Đây là những cái cơ quan rất là uy tín phải không? Đó. Thì chúng ta phân biệt nhá. Nếu nói Mayland đa cấp thì không đúng. À, như vậy thì còn một cái phần thứ hai chúng ta đang còn ngồi với nhau ở đây đang gọi là chia sẻ cơ hội hợp tác. À, thì là như thế nào? Tôi phân biệt cho anh chị rõ luôn là chúng ta đang cùng hợp tác với nhà sáng lập doanh nhân Hoàng Mai Trung. Được chưa? Có phải là anh chị đang đều có tài khoản trên hoangmaichung.com? Đó. Thì đây chính là những cái phần hợp tác mang cái tính dân sự nhiều hơn. Đó. Thì anh chị là được quyền tự nguyện ra cái quyết định có hợp tác hay không hợp tác với nhà sáng lập. Và đồng thời chúng ta nhận lại được cái quyền lợi cho mình. Và trong cái hệ thống này cũng đang ứng dụng tiếp thị liên kết. Được chưa? Đây là hệ thống hoangmaichung.com cũng đang ứng dụng tiếp thị liên kết. Và chúng ta, tôi đã phân tích rõ cái mô hình tiếp thị liên kết và cái mô hình đa cấp nó khác nhau thế nào rồi. Thì anh chị hãy hoàn toàn yên tâm và chúng ta hiểu rằng cái việc mà chúng ta đi chia sẻ cho người khác là chúng ta đang được sử dụng một cái nền tảng tiên tiến. Đây là cái cơ hội giúp cho chúng ta là hệ thống chi trả những cái khoản thu nhập nó xứng đáng, nó phù hợp với thời gian và công sức của anh chị bỏ ra. Và theo mô hình tiếp thị liên kết Affiliate Marketing, anh chị nhé. Đôi lời chia sẻ như vậy để anh chị chúng ta hình dung rõ về cái mô hình vận hành của công ty cổ phần tập đoàn Mayland và cũng như là cái hệ thống của hoangmaichung.com. Vâng, cảm ơn những cái câu trả lời của anh Hoàng Đường rất nhiều. Chẳng hay anh Hoàng Đường trả lời dày là cả nhà mình đã hiểu hết về công ty Mayland cũng như là mình phân biệt giữa công ty Mayland và công ty đa cấp chưa ạ? Vâng, chắc có lẽ cả nhà mình trong Zoom nãy giờ cũng đã nghe rồi. Thì ngay bây giờ đây, Cẩm Trí cũng thấy trên màn hình một cánh tay giơ lên, đó là của anh Minh Phúc Dương ạ. Thì anh Minh Phúc Dương ơi, chẳng hay với câu hỏi thì anh có thể mở mic và mở cam lên để mà cùng giao lưu với ban tổ chức không ạ? Anh bật cam lên để mà mình cùng hỏi, đưa ra câu hỏi đi anh ạ. Ban tổ chức, chúng tôi chỉ mời các anh chị khi mở mic và mở cam để chúng ta cùng trao đổi, chứ còn chúng ta không dùng cái cách là tắt cam các anh chị nhé. Tại vì thực sự tắt cam là bên ban tổ chức cũng không biết mặt người đó là ai, hay là cái mic đó là đúng với người đó hay là không. Nên thực sự cũng mong muốn, với lại khi mà mình nói chuyện với nhau, mình giao lưu với nhau như vậy thì nghĩ là mình thấy, nhìn thấy nhau thì nó sẽ tuyệt vời hơn, đúng không ạ? Tiếp theo cái câu trả lời của bạn Hoàng Đường đó chính là Mayland không phải là một công ty đa cấp, đúng không các anh chị? Vâng, nhưng mà tôi thì tôi lại thấy thế này, một cái góc nhìn của tôi. Những công ty đang kinh doanh theo mô hình MLM mà đang rất thành công trên thế giới, họ ở những cái top công ty, gọi là những công ty cực kỳ lớn trên thế giới, như Nu Skin, như Herbalife, vân vân. Những công ty đó họ cũng làm theo mô hình MLM, nhưng tại sao họ rất thành công thưa các anh chị? Kể cả những công ty, những tập đoàn về bảo hiểm nhân thọ, khi họ vào thị trường Việt Nam, họ có phải là công ty đa cấp không ạ? Nhưng cái quan trọng nhất đó chính là các công ty đó họ chi trả theo mô hình như vậy. Nhưng với những cái công ty mà gọi là đa cấp ở ngoài thị trường mà chúng ta đâu đó đã từng tiếp xúc, thì đó là những cái mô hình mà họ đã gọi là làm sai đi cái ý nghĩa, những cái cách làm một cách rất chuẩn chỉnh của MLM, dẫn đến rất nhiều người trong chúng ta ở đây đã từng bị mất tiền vì những cái mô hình tương tự như vậy. Tôi tin như vậy. Vậy thì chúng ta qua một cái góc nhìn đó thì chúng ta để lại thấy rằng Mayland đang làm rất tuyệt vời với cái mô hình liên kết tiếp thị.
các anh chị nhé. À, vâng, thì Cẩm Trí cũng mới vừa nhận được một câu hỏi của khách hàng này, không muốn giơ tay lên mà nhắn cho ban tổ chức. Đó chính là câu hỏi là công ty ra đời được 2 năm rồi, nhưng hiện tại tôi hỏi 10 người trong lĩnh vực bất động sản thì 10 người không biết đến Mayland. Vậy công ty sẽ xử lý như thế nào nếu sản phẩm đưa ra thị trường nhưng không được chào đón sử dụng, có sử dụng nhưng ít, không thu lại lợi nhuận như mong muốn, liệu lúc đó có phải lại kêu gọi vốn tiếp nữa hay không? À, vâng, thì với cái câu hỏi này Cẩm Trí cũng xin mời bạn Lừng Danh, hiện là chuyên viên cấp cao của Ban Chiến lược Phát triển Thị trường Miền Bắc, sẽ trả lời cái câu hỏi này cho khách hàng ạ. Vâng, chị mời Danh ạ. Vâng, xin chào tất cả anh chị. Cảm ơn hai MC, anh chị Cẩm Trí và Lê Khánh. Xin chào anh Hoàng Đường. Một câu hỏi rất hay của một anh chị nào, đúng không ạ? Có một câu hỏi rất là hay, đó là lý do tại sao Mayland ra đời được 2 năm rồi mà đến bây giờ cũng rất nhiều người chưa biết đến Mayland. Đấy là cái câu hỏi đó, đúng không ạ? Xin cảm ơn và xin trả lời như này ạ. Chính thức công ty Mayland thành lập ngày 15 tháng 8 năm 2019 và đến bây giờ được hơn 2 năm. Sản phẩm của Mayland chính thức được ra mắt ngày 23 tháng 11 năm 2019 là V1, và đến ngày hôm nay thì được hơn 1 năm sản phẩm đã ra mắt. Hiện tại thì lượng khách hàng người dùng của Mayland trên website mayland.com đang có khoảng 1,5 triệu người dùng lượt truy cập một tháng, đang xếp ở vị trí số 2 trên thị trường Việt Nam. Hiện tại thì Mayland đang có 6 cái ứng dụng đã ra mắt, 6 cái sản phẩm đã ra mắt. Vậy tại sao, cái câu hỏi là tại sao mà Mayland làm lớn và cũng nói rằng mình rất lớn như vậy mà nhiều người chưa biết đến cái sản phẩm của Mayland, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản? Xin trả lời với anh chị có cái câu hỏi này là như này ạ. Chính thức đến ngày hôm nay, xin thưa, chính thức đến ngày hôm nay Mayland chưa có marketing một ít nào cho sản phẩm của mình. Nếu gần đây nhất ạ, anh chị mà để ý, gần đây nhất khoảng một tháng trở lại đây, có một số cái quảng cáo, một số cái marketing nhỏ, đơn thuần nhỏ, một ít chạy thử thôi ạ, ở trên trang Facebook của Maymap. Nếu anh chị mà để ý trên trang Facebook của Maymap thì rất nhiều người đã từng gặp cái Maymap của Mayland rồi, một trong những sản phẩm của Mayland. Còn tất cả những sản phẩm còn lại như Mayland.com, Mayes hoặc là MayCRM, đến bây giờ Mayland chưa chi một đồng chi phí nào cho marketing. Lý do tại sao mà Mayland chưa marketing? Bởi vì một cái sản phẩm khi chúng ta marketing, chúng ta muốn đẩy đến cho người tiêu dùng họ biết đến, thì sao ạ? Sản phẩm của chúng ta phải đủ tốt. Khi người dùng họ vào, họ phải trải nghiệm và họ phải thỏa lòng với cái sản phẩm đó, họ mới tồn tại và ở lại với chúng ta. Chính vì vậy sản phẩm của Mayland chính thức đến ngày hôm nay mới hoàn thiện được khoảng 15% tiến độ mà thôi. Nếu mà chúng ta bây giờ chúng ta vội marketing quá, ví dụ một khách hàng nào đó như anh tiến sĩ Thái Lâm Toàn hay là anh Lê Khánh chẳng hạn, là một khách hàng khi mà vào mà sử dụng một cái sản phẩm chưa hoàn thiện thì sao ạ? Khi mà dùng cái sản phẩm chưa hoàn thiện thì cảm thấy nó chưa hài lòng lắm, và khi đã thoát ra rồi và sẽ không bao giờ quay trở lại cái trang đó nữa, và chúng ta sẽ bị mất đi khách hàng. Đây là bởi vì cũng rất là may mắn, bởi vì Danh cũng là người được học một ít liên quan đến kinh doanh và marketing, cho nên hiểu rằng khi đã là marketing, chúng ta đã không marketing thì thôi, nhưng đã marketing chúng ta cần phải marketing cực lớn và cho sao ạ, cho rộng rãi người biết đến luôn. Và Mayland đang hướng đến như vậy, chúng ta sẽ phải đổ ra một cái khoản tiền khá là lớn để hướng đến tiếp cận đến 30% những khách hàng tiềm năng, hay nói cách khác khoảng 30 triệu dân Việt Nam. Họ ghim được vào đầu của họ Mayland là cái gì thì họ sẽ hiểu rồi. Giống như bây giờ Grab là gì, nhiều người chưa bao giờ đi xe Grab nhưng họ vẫn biết Grab nó là cái gì, và Mayland đang hướng đến như vậy. Nhưng xin nhắc lại một lần nữa, bởi vì sản phẩm mình chưa hoàn thiện cho nên đến ngày hôm nay cũng chưa có marketing. Mới chạy thử khoảng một tháng, chạy trên Facebook, mới marketing thử một tháng trên Facebook cái sản phẩm Mayland thôi ạ. Chính vì vậy các anh chị chưa biết đến Mayland cũng đúng thôi. Và sản phẩm của chúng tôi xin hứa rằng là gì ạ? Nếu quý vị cứ theo dõi khoảng từ 6 tháng cho đến 1 năm nữa thì tất cả mọi thông tin liên quan đến Mayland, tất cả anh chị đặc biệt liên quan đến lĩnh vực môi giới bất động sản sẽ nghe và biết đến tên của Mayland. Và rất mong quý anh chị sẽ đón nhận và sử dụng cái sản phẩm này, cũng như là gì ạ, vừa ủng hộ cho sản phẩm của công ty cũng như là ủng hộ cho một cái sản phẩm thương hiệu của người Việt để nó vươn ra thế giới. Xin cảm ơn tất cả anh chị nhiều.
Vâng, cảm ơn câu trả lời của Danh rất là nhiều. Thì với câu trả lời của Danh thì chắc có lẽ bạn đối tác của chúng ta hay là khách hàng đang tìm hiểu chắc có lẽ là cũng thỏa đáng. Rồi thì ngay bây giờ đây, Cẩm Trí cũng thấy trên màn hình có hai bàn tay raise hand, đó là của anh Phạm Hữu Thịnh ạ. Thì anh Thịnh ơi, chẳng hay mình có câu hỏi gì dành cho ban tổ chức thì anh có thể bật mic lên để mà chúng ta cùng giao lưu, cùng hỏi ạ. Vâng, em xin mời anh ạ. Cho tôi hỏi một câu hỏi như thế này. Thì theo những cái lộ trình của Mayland ấy, là năm 2024 là sẽ được niêm yết lên sàn chứng khoán Hồng Kông. Thì theo như tôi biết ấy, thì là để được niêm yết lên cái sàn chứng khoán Hồng Kông nó đòi hỏi rất là nhiều cái tiêu chí khắt khe, cũng như là phải có một cái tiềm lực kinh tế phải tương đối mạnh thì mình mới có thể là đáp ứng được những cái nhu cầu cũng như là cái điều kiện để mà được lên sàn chứng khoán Hồng Kông. Thì tôi hỏi là liệu công ty Mayland trong cái thời điểm đến cái thời điểm đó đã đủ những cái lực cũng như là đủ những cái tiêu chí để mà đáp ứng được những cái gọi là cái điều kiện để mà được niêm yết lên sàn trên lên trên sàn hay không. Đấy cái cổ nhất. Câu hỏi thứ hai nữa là tại sao lại đưa ra cái giá là 21 đô khi mà khi niêm yết lên sàn Hồng Kông là cái giá gọi là giá tham chiếu. Tại sao không là 10 đô hay 5 đô hay là 30 đô hay 40 đô? Thì Mayland dựa vào đâu để mà có được cái giá như vậy? Hay là chỉ đưa ra cái giá đó để trấn an cái nhà đầu tư, hoặc là để gọi là tiếp cận những cái đối tượng mà gọi là để tham gia vào Mayland? Đấy là cái là tôi muốn hỏi là như vậy. Dựa vào cái tiêu chí gì để anh đưa ra cái giá 21 mà không là 5 đô hay 10 đô hay là 30 đô 40 đô đi? Đấy. Một câu hỏi rất tuyệt vời của anh Phạm Hữu Thịnh, và tôi nghĩ rằng là câu hỏi của anh Thịnh cũng là câu hỏi của tất cả cộng đồng nhà mây chúng ta đang ngồi đây, đúng không ạ? Trước khi mà chuyên viên cấp cao lừng danh trả lời, tôi muốn tất cả các anh chị ở trong cái phòng Zoom ngày hôm nay hãy vui lòng nhắn vào cửa sổ chat những ai bằng lòng đồng ý, đồng tình với cái suy nghĩ qua câu hỏi của anh Thịnh. Vui lòng nhắn số 1 vào giúp tôi để tôi có coi có bao nhiêu anh chị cùng cái quan tâm như anh Thịnh. Vâng, xin mời các anh chị có thể vui lòng nhắn vào cái ô cửa sổ chat. Vâng, rất nhiều những cái câu số 1 đã xuất hiện. Vâng, thì thưa anh Thịnh, để mà giải đáp câu hỏi này của anh Thịnh cũng như là của rất nhiều những người tham gia đồng hành cùng với Mayland, thì ở đây tôi xin mời anh Bùi Lương Danh sẽ cùng giải đáp cho anh Thịnh cũng như cộng đồng. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của anh Hiếu Thịnh, đúng không ạ? Một câu hỏi, hai câu hỏi chứ không phải một, hai câu hỏi rất hay. Đúng như anh nói, bởi vì chắc anh cũng là một người khá là am hiểu một ít liên quan đến doanh nghiệp, và cái câu hỏi của anh nó không hề sai đâu ạ. Lên được sàn chứng khoán Việt Nam nó đã khó rồi, lên sàn quốc tế nó còn khó hơn. Mình phải đồng ý với cái quan điểm đó. Nó có rất nhiều yếu tố, là gì ạ? Yếu tố về doanh nghiệp, yếu tố về khách hàng, yếu tố về kinh doanh, yếu tố về pháp lý, yếu tố về tài chính, yếu tố về sản phẩm, nó rất là nhiều. Nhưng ở đây chúng ta không bàn sâu nhé, chúng ta không bàn sâu về những cái vấn đề đó. Nhưng có một số cái ạ, xin trả lời vào cái câu hỏi đầu tiên của anh ạ. Đó là Mayland liệu có lên được cái sàn đó hay không? Và những cái yếu tố nào để Mayland có thể lên được? Ví dụ như sàn Hồng Kông, cái điều kiện khi lên sàn đó nó hơn 6.000 tỷ vốn điều lệ của doanh nghiệp và rất nhiều các cái yếu tố khác. Nhưng sao ạ? Mình sẽ tập trung vào, ví dụ một cái doanh nghiệp ngày nay để mà doanh thu đó mà chúng ta đạt được hàng tỷ đô la, nếu mà một cái doanh nghiệp kinh doanh truyền thống thì có thể hàng vài chục năm chúng ta không đạt được. Em đang nói với anh có khi vài chục năm chúng ta không đạt được. Nhưng tại sao ngày hôm nay có rất nhiều doanh nghiệp họ chỉ ra khoảng 3 năm, 5 năm mà họ đã có doanh thu hàng chục tỷ đô la? Đó, thì bây giờ xin trả lời câu hỏi của anh là như này. Mayland đi theo cái mô hình này gì ạ? Mình sẽ đưa ra sản phẩm, sẽ có khách hàng, sẽ có người dùng, và vốn hóa của mình vẫn kinh doanh, vẫn ra sản phẩm và sẽ có tài chính. Nhưng mình sẽ hướng đến khi mà nó có đủ một cái lượng lớn rồi đó, thì sẽ có những cái đơn vị, ví dụ gần đây nhất anh thấy ạ, Grab, khi mà cái thương hiệu của họ bắt đầu có thì họ cho một cái quỹ lớn vào, vào mấy tỷ đô la hoặc là bao nhiêu đó, và họ cùng nhau build lên để đẩy cái doanh nghiệp này lên. Đấy là cái yếu tố thứ nhất về tài chính. Thì chúng ta khẳng định rằng
Nếu mà khi chúng ta chưa đủ, chúng ta sẽ có thể mượn lực của các cái dòng quỹ lớn. Đấy là về tài chính. Cái về thứ hai ạ, về luật. Về luật pháp nó cực kỳ quan trọng, đặc biệt đối với quốc tế. Thì sao ạ? Rất nhiều các doanh nghiệp ở Việt Nam lớn ngày hôm nay nhưng không lên được sàn quốc tế. Đơn giản một điều là gì ạ? Ngày ban đầu đó họ bắt đầu đi, họ đi từ nhỏ đi lên đó. Thì họ đang đi theo một cái hướng, họ cứ đi thôi và tự nhiên lớn lên, một ngày lớn lên họ muốn ra thế giới. Và khi đó tất cả những cái giấy tờ pháp lý liên quan nó không đủ. Tất cả những cái báo cáo tài chính, những cái kiểm toán nó không đủ, cho nên không thể lên được. Nhưng Mainland, ngay từ khi chúng ta sinh ra, chúng ta đã hướng đến một điều là gì ạ? Rằng chúng ta sau 5 năm thành lập, chúng ta sẽ hướng đến lộ trình là phải niêm yết trên sàn chứng khoán Hồng Kông. Chính vì vậy là Mainland đã có những con người, đã có những cái pháp lý đặc biệt là gì ạ? Như vừa rồi, nếu mà anh để ý ạ, vừa rồi Mainland đã hợp tác với cái đơn vị PwC, là một trong những công ty luật và tư vấn doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Họ là những đơn vị tư vấn cho chúng ta và họ là những đơn vị đi chuẩn bị luật pháp từ bây giờ cho chúng ta. Đây là cái nền tảng khi mà 2024 chúng ta đã có sản phẩm kinh doanh đã ra tiền rồi. Thì sao ạ? Chúng ta hướng đến và khi đó tất cả mọi giấy tờ bây giờ, cái sàn đó họ cần cái gì thì ngay bây giờ chúng ta đã chuẩn bị rồi. Chính vì vậy, về tài chính thì chúng ta có thể dựa vào một số các cái quỹ nếu khi chúng ta chưa đủ. Cái thứ hai là ngay bây giờ chúng ta đã có một cái đội ngũ hàng đầu thế giới, họ tư vấn về luật, họ tư vấn về IPO, họ tư vấn về chính là về hướng đi, định hướng cho doanh nghiệp phát triển đó. Thì họ là những đơn vị đã thành công rất lớn ở trên thế giới rồi và họ đang là những người cùng là những người hợp tác và là những người build cái Mainland này cùng với chúng ta. Chính vì vậy tất cả mọi thứ đó, lộ trình chúng ta đã ra và chúng ta đã chuẩn bị, cho nên không có cái điều gì. Bởi vì sao ạ? Ví dụ em ví dụ thôi ạ. Anh không biết anh ở đâu, nhưng ví dụ anh ở thành phố Hồ Chí Minh, anh Khánh đi mà muốn ra Hà Nội thì chúng ta phải có các phương tiện để chúng ta đi và chúng ta phải chuẩn bị cái quá trình đó. Nếu có cái người mà họ cho đi máy bay thì chúng ta chỉ hết bao nhiêu phút thôi, đúng không ạ? Nhưng nếu trường hợp phải đi ô tô có thể mất cả ngày, còn nếu đi bộ thì có thể nó mất rất là lâu. Nhưng chúng ta sao ạ? Chúng ta đang kết hợp với những đơn vị khá là lớn, họ am hiểu trong lĩnh vực đó, vậy cái chuyện mà lên sàn chứng khoán nó không quá là khó khăn. Cái khó khăn là gì ạ? Đúng như anh nói, câu thứ hai em xin trả lời anh là giá của nó tại sao lại là 21 đô mà nó không phải 5 đô, 10 đô và 30 đô. Đó, em xin trả lời cái câu hỏi thứ hai bằng cái câu trả lời từ cái câu số 1 sang ạ. Lên sàn chứng khoán nó không hề khó nếu chúng ta làm chuẩn chỉnh. Nhưng lên được với cái giá bao nhiêu? Đúng không ạ? Thì đấy là em xin trả lời câu hỏi thứ hai của anh là tại sao Mainland đưa ra cái giá là 21 đô mà không phải 5, 7 hoặc là 30 đô. Đó. Thì khi mà chúng ta làm việc như vậy, chúng ta có rất nhiều những cái đơn vị định giá doanh nghiệp, những cái người tư vấn về tài chính, những người chuyên gia, những người cố vấn, họ mới hỏi chúng ta là gì ạ? Doanh nghiệp của chúng anh, các anh muốn đi theo cái lộ trình như thế nào? Năm 2022 có doanh thu bao nhiêu? 2023 có doanh thu bao nhiêu? Năm 2024 khi anh lên sàn, anh có bao nhiêu khách hàng? Sản phẩm của anh có doanh thu là bao nhiêu tiền? Đó. Thì sao ạ? Khi mà họ có một cái là mình có một cái lộ trình rõ ràng như vậy thì sao ạ? Có cái lộ trình rất rõ ràng thì một điều em xin lỗi một ý ạ. Ok ạ. Thì khi mà họ định giá như vậy, họ nói năm 2024 lộ trình ví dụ Mainland khi đó có khoảng bao nhiêu khách hàng, khi đó doanh thu của anh có bao nhiêu tỷ một năm, 5 tỷ hoặc 7 tỷ hoặc 10 tỷ một năm. Và cái lợi nhuận của anh là công ty công nghệ, anh phải chi bao nhiêu tiền trong cái năm đó? Nghĩa là cái tiền anh phải chi ra với cái tiền mà anh thu vào nó là bao nhiêu. Và khi nhân với cái chỉ số phát triển doanh nghiệp, chỉ số PE đó, thì sao ạ? Nếu anh đạt được bằng này, ví dụ là anh chi ra khoảng 500 tỷ hoặc là 1.000 tỷ trong cái năm đó chẳng hạn, nhưng anh thu được khoảng 4.000 tỷ chẳng hạn, và lợi nhuận của anh là bao nhiêu ạ? Là khoảng mấy trăm phần trăm đó. Thì sao ạ? Nó có một cái bài toán rất là cụ thể và họ đưa ra nếu mà Mainland ví dụ là đạt được khoảng 4.500 tỷ hoặc 4.700 tỷ mà mình phải chi hết khoảng 1.500 tỷ chẳng hạn, thì nhân với cái chỉ số PE khi mà cái chỉ số khi lên sàn đó, thì họ có rất nhiều cái chỉ số, ví dụ như về công nghệ, cái trung bình của công nghệ nó là khoảng 12 lần chẳng hạn, 12 lần đó, thì mình nhân lên. Khi đó họ nói rằng nếu mà anh làm được như anh nói, năm 2024 anh có bằng này khách hàng ví dụ 10 triệu 20
20 triệu chẳng hạn. Ví dụ anh có được 4.700 tỷ chẳng hạn, doanh thu và anh có bằng này lợi nhuận, thì cái con số đó lên sàn, đặc biệt công ty anh công ty công nghệ chi rất ít nữa, thì nó có thể đạt được không phải là 500.000 mà nó có thể cao hơn rất nhiều. Nhưng hãy nhớ rằng nếu mà anh đọc lại là gì ạ? Mình khi niêm yết trên sàn Hồng Kông không phải là 500.000 nha, anh đọc lại ạ. Khi đó là 10 đô. Anh hãy đọc lại kỹ ạ. Khi niêm yết trên sàn Hồng Kông mình đang kỳ vọng là 10 đô, nghĩa là 230.000. Còn cái 500.000 á, 21 đô á là giá kỳ vọng khi công ty sau khi lên sàn và mình đi một chặng đường nữa đến khi nó thành công, nó có thể 1-2 năm nữa sau khi lên sàn nhé. Đó. Đấy là những cái mà mình dựa vào những cái sự tư vấn, những cái sự của các chuyên gia về kinh tế và dựa theo cái sự phát triển doanh nghiệp để họ tính toán, họ đưa ra. Và anh Trung đang đưa theo cái mức thấp nhất của những cái chuyên gia họ định giá cho mình. Em xin nhắc lại chính thức ạ, khi lên sàn không phải là 500.000. Mình nói rất là rõ trong slide, anh đọc lại ạ. Khi IPO là 230.000 đồng. Còn giá kỳ vọng, nghĩa là nó sau khi IPO đó, khi doanh nghiệp phát triển tốt rồi, là 21 đô, nghĩa là 500.000 đồng. Và đây là con số tối thiểu của một đơn vị họ định giá, họ đưa ra cái nếu anh làm được như vậy thì anh có khả năng đạt được như thế và có thể cao hơn. Thì anh Hoàng Mai Trung đặt ra ở cái mức là gì ạ? Là cái mức tối thiểu mà họ đặt ra. Các chuyên gia họ đặt ra. Xin cảm ơn anh. Vâng, thì cảm ơn bạn Lần Danh đã trả lời cái câu hỏi này cho anh Phạm Hữu Thịnh. Thì anh Thịnh ơi, chẳng hay với cái câu hỏi của bạn Danh, câu trả lời của bạn Danh, thì anh Thịnh cảm thấy hài lòng chưa ạ? Và anh còn câu hỏi nào dành cho ban tổ chức không ạ? Thì thực ra là cũng rất mong là Mylan coi như là thực hiện được những cái lộ trình cũng như là những cái kỳ vọng của mình đặt ra để cho các nhà đầu tư họ thực sự yên tâm cũng như họ có cái niềm tin để đầu tư vào Mylan nhiều hơn. Vậy thôi. Vâng, cảm ơn câu hỏi của anh, cũng như cảm ơn là ngày hôm nay anh đã tham dự buổi Zoom. Vâng, thì ngay bây giờ đây cộng chí cũng thấy có rất là nhiều cánh tay ra hen trên màn hình của anh Nguyễn Văn Luân nè, chị Nguyễn Thị Hiền và anh Bùi Chí Hiếu. Thì cả nhà mình ơi, chúng ta hãy cùng mở cam lên để mà cộng chí thấy mặt của anh chị, thì cộng chí mới mời anh chị lên để mà chúng ta cùng giao lưu, cùng hỏi những cái câu hỏi dành cho ban tổ chức ạ. Vâng, thì em đã thấy chị Hiền bật cam. Mình bật cam lên đi ạ. Bật cam thì cộng chí mới thấy được thì mình mới giao lưu. Mở mic, ban tổ chức mới mở mic cho mình để mà mình giao lưu cùng với chương trình ạ. Vâng, thì cả nhà mình á, em thấy giơ tay nhưng mà không có bật cam, thì em xin tiếp tục hỏi cái câu hỏi của khách hàng đã nhắn cho chương trình ha, của anh Vũ Ngọc Anh ạ. Thì không biết anh Vũ Ngọc Anh đưa cái câu hỏi này cho chương trình thì mình vẫn còn thấy anh trong Zoom, thì anh có thể mở cam, mở mic lên để mà cùng giao lưu với lại ban tổ chức không ạ? Vâng, em xin đọc câu hỏi của anh Vũ Ngọc Anh là: khi nào cổ đông được hợp thức hóa cổ phần với Mylan? Vì hiện tại vốn đang được huy động với tư cách cá nhân của ông Hoàng Mai Trung và không có liên quan đến Mylan. Giấy chứng nhận góp vốn chỉ thể hiện trên giao diện web. Vậy cơ sở nào để bảo vệ cổ đông khi có rủi ro ạ? Đó là hai câu hỏi của anh Vũ Ngọc Anh. Vâng, thì với câu hỏi này thì chị xin mời Lần Danh trả lời hai câu hỏi này cho anh Vũ Ngọc Anh luôn ạ. Vâng, xin cảm ơn chị Cẩm Trí, xin cảm ơn câu hỏi của anh Vũ Ngọc Anh. Một câu hỏi khá là hay đúng không ạ? Khi nào cổ đông sẽ được hợp thức hóa cổ phần của mình? Như ban đầu, và anh cũng là người rất là am hiểu Mylan, bởi vì thấy ý đằng sau của câu hỏi khá là rõ. Ban đầu anh Hoàng Đường anh đã chia sẻ một cái là gì ạ? Mylan đang cùng góp vốn với lại nhà sáng lập, đó là anh Hoàng Mai Trung, để xây dựng cái doanh nghiệp này. Chính vì vậy hiện tại chúng ta đang đi với cái tư cách dân sự. Luật Việt Nam thì bây giờ họ cho phép là giữa các cá nhân với nhau cùng góp vốn để xây dựng một cái doanh nghiệp, và chúng ta đang đi theo cái con đường đó. Vậy cái câu hỏi là khi nào được hợp thức hóa cái lượng mây của mình, cái mây ghi nhận nội bộ đó, để chuyển thành cổ phần và được cấp sổ cổ đông? Trong cái lộ trình mà anh Hoàng Mai Trung cũng nêu rất là rõ khi mà họp cổ đông,
Và khi thành lập công ty này thì sao ạ? Khi mà giá trị doanh nghiệp đẩy được lên, vốn hóa cao lên thì sao ạ? Mình sẽ đẩy dần danh sách cổ đông vào. Đó, ví dụ khi mà có 10 tỷ chúng ta đẩy vào, 100 tỷ chúng ta đẩy thêm được vài nghìn người vào, 1.000 tỷ tiếp tục đẩy là gì ạ? Tiếp tục đẩy thêm vào nữa. Vì vậy là không phải một lúc, xin trả lời ạ, không phải một lúc mà chúng ta đẩy được vào. Nhưng cái mốc đầu tiên để chúng ta bắt đầu đẩy những cái người đối tác cùng đồng hành với doanh nhân Hoàng Mai Trung đó là từ sau khi IPO thành công, thì chúng ta bắt đầu luân chuyển và cấp sổ cổ đông cho những đối tác. Và em xin nhắc lại ạ, chúng ta sẽ có lộ trình theo cái vốn hóa của doanh nghiệp để chúng ta đẩy vào. Có thể nó cũng phải mất cả năm trời để chúng ta đẩy dần, chứ không phải một lúc mà chúng ta làm hàng mấy chục con, nghìn con người vào cùng một lúc. Đó, nhưng cái điểm bắt đầu đó là sau khi chúng ta IPO thành công. Đó, đấy là cái thứ nhất. Cái ý thứ hai của câu hỏi là gì ạ? Là cái giấy chứng nhận góp vốn chỉ thể hiện ở trên web. Thì làm thế nào đây ạ? Để bảo vệ được rủi ro của cổ đông. Đúng không ạ? Cảm ơn câu hỏi cũng khá là hay. Đặc biệt đây thì nó còn liên quan đến bộ phận pháp chế nữa cơ. Nhưng thôi ạ, nó liên quan đến bộ phận pháp chế. Nhưng em cũng xin phép trả lời cái câu hỏi này một ít theo cái ý hiểu của em. Em không đi chuyên sâu được cái lĩnh vực này. Và em xin ghi nhận lại cái câu hỏi của anh Ngọc Anh để có thể gửi cho bộ phận pháp chế, để có thể có những cái nếu cần thiết có những cái biên bản nữa. Nhưng xin trả lời một ít ngắn gọn như này ạ. Thứ nhất là hiện tại tất cả những cái đối tác cùng góp vốn thì chúng ta đều được ghi nhận ở trên một cái hệ thống, đó là website Hoàng Mai Trung, đúng không ạ? Chúng ta đang được ghi nhận ở trên đó. Vậy nhiều người hỏi rằng trường hợp rủi ro là khi mà website kia nó sập thì sao, hay là trường hợp có tranh chấp thì sao, đúng không ạ? Rất nhiều. Thì cái rủi ro ở đây là gì ạ? Xin trả lời nó có mấy ý. Thứ nhất, chúng ta hãy xác định là gì ạ? Khi mà chúng ta đồng hành với doanh nhân Hoàng Mai Trung ở đây, chúng ta biết những con người hiện tại họ đang ở đâu, họ làm cái gì. Và rất nhiều chúng ta cũng đã từng đến, chúng ta rất nhiều anh chị chúng ta đã từng đến thăm công ty rồi. Trong đã nói đến đầu tư thì chúng ta cứ phải nói thật rõ ràng với nhau ạ. Trong đầu tư thì ít nhiều nó sẽ có rủi ro, đặc biệt là những cái doanh nghiệp về khởi nghiệp, chúng ta phải rõ ràng với nhau nha. Còn ở đây ạ, cái rủi ro của nó ở bao nhiêu là do anh chị có bao nhiêu cái thông tin liên quan đến cái doanh nghiệp đó, chứ không nói mỗi về Mailand. Còn ở đây xin khẳng định với nhau là gì ạ? Ở Mailand chúng ta đang làm thật, và tất cả mọi cái pháp lý, pháp nhân, kể cả những cái góp và vốn góp của chúng ta đều được bên Ủy ban Chứng khoán và tất cả mọi đơn vị nó liên quan đến nhà nước họ đều kiểm toán chúng ta. Cho nên về cái phần rủi ro liên quan đến lừa đảo, rủi ro liên quan đến như những cái sàn tài chính khác mà có những cái website nó sập, thì xin trả lời với anh Ngọc Anh là gì ạ? Ở Mailand các anh chị hãy yên tâm về cái điều đó. Chúng ta sẽ không bao giờ có những cái điều đó, bởi vì sao ạ? Chúng ta là một cái công ty làm thật, có tư cách pháp nhân rõ ràng và được trực thuộc quyền quản lý của nhà nước, và hiện tại chúng ta đang trực thuộc quyền quản lý của bên Ủy ban Chứng khoán nhà nước. Họ đang theo dõi, họ đang kiểm toán chúng ta. Cho nên tất cả những cái điều rủi ro liên quan đến sợ những cái như các sàn tài chính lừa đảo hoặc là những cái tài chính bên ngoài thì Mailand không có. Nha, chúng ta hãy rõ ràng là nó không có, bởi vì trụ sở của chúng ta, con người, nhân sự chúng ta đã có đầy đủ rõ ràng, và tất cả mọi hoạt động của chúng ta đều được nhà nước họ kiểm soát, từ Ủy ban Chứng khoán, từ Sở Công Thương Hà Nội, rất nhiều các đơn vị họ đang kiểm toán chúng ta. Cho nên những cái rủi ro liên quan đến lừa đảo thì chắc chắn một điều, em xin trả lời với anh Vũ Ngọc Anh là gì, với tất cả anh chị là gì, chắc chắn một điều chúng ta không có những cái rủi ro như vậy. Còn liên quan đến rủi ro trong đầu tư kinh doanh, chúng ta phải thừa nhận với nhau rằng đã nói đến đầu tư kinh doanh thì nó sẽ có ít nhiều cái rủi ro. Thì anh chị phải tìm hiểu rõ về Mailand nhé, xem cái độ rủi ro của Mailand cái đang kinh doanh nó rủi ro bao nhiêu. Còn đối với em, đồng hành với doanh nhân Hoàng Mai Trung, với anh Trung từ những ngày đầu đến bây giờ, mọi người hỏi rằng bây giờ rủi ro của Mailand còn bao nhiêu phần trăm nữa, em xin trả lời ạ, em tin tưởng đến 95% đến bây giờ. Em nhiều người bảo 100%, em không muốn nói từ 100%, nhưng em nói 95%
Em nói Mylan sẽ thắng lợi bởi vì tất cả mọi thứ chúng ta đã rõ ràng, đã minh bạch. Sản phẩm đã có, con người đã có, nhân sự đã có, doanh thu chúng ta đã có. Thì đến bây giờ em khẳng định rằng rủi ro tại Mylan đối với em ạ. Bởi vì kiến thức, khi mà anh chị có kiến thức về lĩnh vực nào đó càng nhiều thì anh chị càng tin về nó nhiều. Và em là những người đồng hành từ những ngày đầu và đến ngày hôm nay, em khẳng định đến 95-97% Mylan sẽ thành công. Xin cảm ơn ạ. Còn liên quan đến rủi ro về lừa đảo, rủi ro về liên quan đến như các sàn tài chính thì xin thưa anh chị không phải lo những điều đó, bởi vì Mylan chúng ta, tất cả chúng ta đều làm thật và minh bạch hóa tất cả mọi thứ, trực thuộc quyền quản lý và giám sát của nhà nước. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn câu trả lời của Danh ạ. Thì Danh ơi, với câu trả lời này cũng chưa kết thúc của anh Vũ Ngọc Anh. Trong buổi tối ngày hôm nay, anh còn có một câu hỏi gửi đến ban tổ chức của chúng ta nữa. Đó là chữ ký điện tử của anh Hoàng Mai Trung có được bảo hộ, xác thực và có giá trị trước pháp luật về mặt dân sự không ạ? Vâng, thì xin mời Danh trả lời luôn câu này cho anh ấy ạ. Vâng, cảm ơn anh. Như em nói đó, tất cả hôm nay câu hỏi của anh Vũ Ngọc Anh nó liên quan đến luật pháp nhiều hơn. Còn xin thưa là Danh không phải là người học liên quan đến luật, cho nên cũng trả lời theo cái ý hiểu và những cái thông tin mà mình có tại công ty thôi nha anh chị nha. Còn không có nói đến điều khoản nào của luật, bởi vì chính thức Danh không phải là dân học luật mà Danh là dân về giáo dục. Chính vì vậy là trả lời theo những cái thông tin mà nắm được từ công ty. Đó là dạ, và thông tin bên ngoài, nếu anh chị biết rõ ạ, thì tất cả chữ ký điện tử bây giờ ở tại Việt Nam do Bộ Công Thương họ cấp phép, và cái tính pháp nhân, pháp danh của nó là sao ạ? Hiện tại là gì ạ? Cái tính pháp, cái pháp nhân thì nó tương đồng và nó ngang bằng với cái chữ ký thường ở bên ngoài nha. Tất cả mọi thứ và được Bộ Công Thương họ cấp phép. Bây giờ ví dụ một số ngân hàng gần đây, nếu anh chị vừa gần đây anh chị làm ở một số ngân hàng như TP Bank hoặc Vietcombank thì sao ạ? Một số cái ngân hàng đó thì tất cả khi mà anh chị ra, anh chị làm cái gì thì anh chị đều phải ký cái chữ ký điện tử rồi. Và cái chữ ký của anh Hoàng Mai Trung ở trên cái website đó thì cũng đã đăng ký với Bộ Công Thương. Chính vì vậy, về cái tính pháp nhân rồi là tất cả về liên quan đến luật pháp thì đều được nhà nước họ bảo hộ, và nó đều có một cái nó có liên quan đến luật bảo hộ nha anh chị nhé. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Ok, rất cảm ơn câu trả lời của Danh. Để mà bổ sung những cái liên quan những câu hỏi của bạn Vũ Ngọc Anh, mà tôi thấy đúng là câu hỏi của bạn Anh ngày hôm nay đa phần tất cả đều là câu hỏi liên quan đến pháp lý. Thì không biết là tiến sĩ Thái Lâm Toàn, anh có những cái ý kiến nào để có thể bổ sung thêm về cái vấn đề mà chữ ký điện tử của anh Hoàng Mai Trung không, khi mà xác nhận trong cái hợp đồng góp tiền của mọi người, thì không biết ý kiến của anh Thái Lâm Toàn như thế nào ạ? Như thế này là anh chị, tôi dựa vào kiến thức cũng giống như bạn Danh thôi. Các bạn có nghe rõ tôi nói không ạ? Dạ rõ anh. Có thấy hình tôi lên? Chưa thấy hình tôi sợ. Rồi, theo cái kiến thức mà tôi tìm hiểu được á, là như thế này anh chị. Tôi là người học đại học ở Việt Nam. Và cái mộc của cái bằng đại học của tôi á là có mộc đỏ. Nhưng mà khi tôi đi Mỹ học bằng thạc sĩ và học tiến sĩ á, ở đây thì liên quan đó thì anh chị thấy cái bằng đó, nó chìm. Cái mộc nó chìm. Và có những cái chứng chỉ chứng nhận á, là ông hiệu trưởng ông chỉ cần ký tên thôi, chứ ông không có đóng mộc. Đó là theo cá nhân tôi biết nha, tôi không phải là luật sư. Và khi tôi ra làm kinh doanh á, khi tôi toàn ra làm kinh doanh á, thì làm dưới Hàn Quốc thì có một số anh chị em, tại tôi có làm về công nghệ anh chị, xuất thân của tôi là kỹ sư công nghệ tin, thì tôi có làm test game là ngày trước là tôi võ lâm truyền kỳ Vinagame á, và tôi có một số đối tác ở Hàn Quốc. Thì khi mà cái công ty Bachelor Group của tôi á, mặc dù tôi làm trong trường đại học mà tôi có mở một cái Bachelor Group là riêng, còn cái viện đào tạo bách khoa là riêng, hai cái đơn vị, một là chuyên đào tạo, hai là chuyên làm kinh tế là Bachelor Group, thì tôi ký hợp đồng đó, tụi nó không thấy nó mập. Tôi lại thắc mắc, sao tụi bay không có đóng mộc? Thì nó lại giải thích là bên của tụi tôi á, là không có mộc, đăng ký chữ ký và đăng ký công ty. Đấy. Thì đó là những cái thời trước cái đây khoảng mấy năm. Rồi, sau đó, thì anh chị thấy nè, hiện tại trong cái xu thế chuyển đổi số, bây giờ chúng ta bàn đến năm 2021 này, chuyển đổi số thì nó có một cái thông tư nghị định mà tôi không nhớ điều khoản, tại vì tôi đọc quá nhiều, nhưng mà tôi nhớ là trong một cái điều khoản của chuyển đổi số thì chữ ký thực của người đứng tên
của CEO doanh nghiệp đó thì nó có tính pháp lý rất cao, là nó đại diện ý chí cho người đứng đầu doanh nghiệp. Thì theo tôi, cái này thì anh chị cũng đã hỏi, thì tôi cũng đã, khi mà tôi bắt đầu đầu tư thì tôi có đi vào cái tài khoản 1.2 triệu của tôi đó, thì tôi có thấy ở trong cái tài khoản nó có giấy chứng nhận, thì nó có chữ ký của anh Hoàng Mai Trung. Thì thật ra chị biết không, mà 3.8 triệu cũng là tiền nha, chứ không phải là 3.8 triệu là phải tiền đâu nha. Mà tôi là một dạy một tiết tiến sĩ á, dạy một tiết có 100.000 thôi, chỗ nào xịn xịn là 120.000 nếu cho dạy trong trường đại học. Thì anh chị thì nhớ đi, 120 tiết mà nhân lên chúng ta lấy 3.850 triệu chia cho 120.000 thì bao nhiêu tiết là có là sức mồ hôi của tôi. Cho nên là tôi cũng tính kỹ lắm, cho nên là tổng xích ma cái đó thì tôi nghĩ rằng là mình đầu tư đúng. Rồi cái mà tôi quan tâm như hồi nãy là bạn Lường Danh trả lời khá hay. Thật ra cái chỗ đó là tôi là cũng biết, nhưng mà tôi nghĩ rằng là bạn Danh là trả lời khá hay, có nghĩa là tổng xích ma của cái kỳ vọng với anh sẽ lên sàn bao nhiêu, và anh tổng hợp tất cả những cái đó lại thì anh mới có cái giá mà thị trường, và thậm chí có không phải là 21 mà thậm chí nó 51 thì sao, đó là do quyết định của thị trường. Là lên sàn chứng khoán thì cũng kiến thức thì xin chia sẻ các anh chị như vậy. Xin chân thành cảm ơn các anh chị ạ. Vâng, rất cảm ơn những câu trả lời của anh, của bạn Lường Danh cũng như anh tiến sĩ Lâm Toàn. Thưa các anh chị, theo như chúng ta đã được biết thì đâu đó chỉ một tháng 12 đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ được công ty tặng cho chúng ta về ví những cái đồng tiền điện tử của Mainland chúng ta. Vâng, đồng Maycoin. Thì liên quan đến vấn đề này, tôi biết rằng ở đây có anh Hoàng Đường, cũng là một người hiểu biết rất nhiều về cái thị trường crypto. Ngày hôm nay thì cũng muốn mời Hoàng Đường có thể chia sẻ thêm một chút nữa những cái mà cái lộ trình của đồng Maycoin của chúng ta trong cái mà Maytrend trong thời gian ngắn tới đây. Thì xin mời Hoàng Đường có thể chia sẻ thêm cho cộng đồng. Ok, rồi cảm ơn anh Lê Khánh. Trước tiên thì Hoàng Đường muốn làm rõ một chút để anh chị em chúng ta hình dung cái cách thức cái đồng Maycoin, cái Maytrend, blockchain chúng ta ha, nó như thế nào và cách nó vận hành hiện tại ra sao. Để anh chị em tránh lẫn lộn một chút, tại vì tôi thấy rất nhiều anh chị em là người mới cứ lẫn lộn là bảo ông Mainland ông phát hành đồng tiền điện tử này kia không, rồi vi phạm quy định pháp luật Việt Nam chưa cho phép này kia. Không phải như vậy. Chúng ta phân biệt như thế này anh chị. Hiện nay nhá, cái đồng Maycoin đang được phát hành bởi công ty May Pioneer. Đây là một pháp nhân hoàn toàn độc lập với công ty cổ phần tập đoàn Mainland. Được chưa? Và công ty này đặt trụ sở tại Singapore. Đã, và chúng ta biết rồi, tại Singapore là một đất nước đã có những cái quy định đã cho phép những cái loại tiền điện tử được phát hành tại quốc gia đó. Nên là về quy định thì họ đã cho phép. Cho nên May Pioneer mới phát hành đồng Maycoin nha. Như vậy thì câu chuyện nó liên quan gì? Nó liên quan cái gì thưa anh chị? Vì trong giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty May Pioneer thì chính anh Hoàng Mai Trung là người đứng tên trong giấy phép đăng ký kinh doanh. Và cái mục đích là gì? Để phù hợp với cái quy định. Tại Việt Nam thì rõ ràng là nó chưa có hành lang pháp lý để cho cái việc đó. Thì rõ ràng là May Pioneer phải phát hành đồng Maycoin tại Singapore tại thời điểm này. Bởi vì chúng ta không thể phụ thuộc vào cái việc là phải chờ đến khi có luật lệ tại Việt Nam mới triển khai. Đúng không ạ? Cái tầm nhìn của công ty cổ phần tập đoàn Mainland, của tập đoàn May Group, anh chị có biết rồi đúng không ạ? Là trong vòng 10 năm tới sẽ trở thành một ngân hàng số cho lĩnh vực bất động sản. Đấy, cái việc mà chuẩn bị ngay tại thời điểm này về cái đồng Maycoin phát hành tại Singapore là có sự tính toán ngay từ đầu. Có sự tính toán ngay từ đầu để nhằm phục vụ cho những cái hoạt động trong tương lai. Và cái đồng Maycoin cũng là gì ạ? Dự định là sẽ là cái đồng được sử dụng, được bảo chứng bởi hệ sinh thái công nghệ bất động sản Mainland. Anh chị em hình dung ạ, là cái đồng này được sử dụng trong cái hệ sinh thái của Mainland. Nhưng câu chuyện đặt ra là gì? Nếu như trong vòng vài năm tới, 2 hay 3 năm tới, Việt Nam vẫn chưa có cái khung hành lang pháp lý quy định, thì rõ ràng chúng ta vẫn không có dùng cái đồng đó tại thị trường Việt Nam. Mà mục tiêu của tất cả sản phẩm chúng ta là vươn tầm
toàn cầu đúng không ạ? Rất nhiều các quốc gia khác, thì trong đó tại từng cái thời điểm phù hợp, quốc gia nào cho phép thì chúng ta sẽ đưa ứng dụng cái đồng coin của chúng ta vào trong hệ sinh thái của quốc gia đó trước. Và chúng tôi cũng tin tưởng rằng Việt Nam cũng vậy thôi anh chị. Trong tương lai sẽ chắc chắn sẽ có nhiều cái thay đổi về các cái quy định về hành lang pháp lý, đặc biệt liên quan đến cái lĩnh vực thị trường tiền điện tử. Đó là cái thông tin cơ bản đầu tiên chúng ta phân biệt rõ anh chị nhé. Còn đồng Maycoin nó như thế nào? Maychain nó là cái nền tảng blockchain riêng. Và chúng ta sẽ làm một cái nền tảng mà dự định là theo hiện tại là đang còn hoàn chỉnh lại, revise lại cái bản white paper, là cái bản sách trắng anh chị. Trong cái bản sách trắng thì nó sẽ bao gồm chi tiết rất nhiều các cái thông tin liên quan cái đồng tiền điện tử này. Nó được phát hành như thế nào, cái tokenomics là cái sự phân bổ cái đồng token ra sao, đúng không ạ? Nó vận hành theo cơ chế nào. Đấy, hiện tại là DPoS là cái cơ chế gọi là delegated proof of stake, có nghĩa là đồng này anh chị được phép staking vào cái mạng lưới để nhận lại các cái khoản thưởng phát sinh trong cái mạng lưới đó. Thì đây là một cái nền tảng blockchain độc lập của Mainland. Đấy, phát hành đồng Maycoin. Thì trong thời gian tới liên quan đến cái hoạt động mà anh chị là những đối tác của Hoàng Mai Trung, đó thì chúng ta cũng nhận được thông tin là tất cả anh chị em đang sở hữu May. May là cổ phần trong tương lai, được chưa? Cổ phần của công ty cổ phần tập đoàn Mainland. Thì anh chị sở hữu bao nhiêu May sẽ được tặng tương đương bấy nhiêu đồng Maycoin. Đó. Và chúng ta cũng đã có những cái thông tin là trong từ giờ đến cuối năm, nếu như anh chị là những người tiến hành mà trả ngay ấy, hiện tại chúng ta có hai cái chương trình. Một là trả thẳng, chúng ta góp tiền trả thẳng để sở hữu May, hoặc là chúng ta trả góp. Nếu như những người mà tiến hành trả thẳng từ giờ đến cuối năm, thì khi mà có những thông báo cụ thể về thời gian thì anh chị sẽ được giải phóng cái đồng Maycoin này về ví của mình nhé. Mà chúng ta có khả năng sẽ được thanh khoản đồng Maycoin chúng ta trên sàn quốc tế. Bởi vì đồng Maycoin cũng có lộ trình, có trong kế hoạch là gì ạ? Sẽ được niêm yết, được list lên các cái sàn khác nhau, sàn phi tập trung hoặc là sàn tập trung, đều có kế hoạch trong đó thưa anh chị. Đó, và cũng như là list lên những cái cơ bản như là CoinGecko hoặc là CoinMarketCap, anh chị nào trong lĩnh vực tiền điện tử chúng ta sẽ thấy ha. Những cái đó là cái cơ bản, nhưng mà tất nhiên là chúng ta sẽ có kế hoạch là vừa cho cơ chế staking để anh chị nhận lại nè. Rồi chúng ta sẽ được giao dịch trên các cái sàn phi tập trung hoặc là sàn tập trung, sẽ có lộ trình từng giai đoạn, tôi sẽ niêm yết cái đồng đó lên. Và dần thì sẽ được ứng dụng vào trong cái hệ sinh thái của Mainland. Đây là một cái đồng coin nó có ứng dụng, nó có tính ứng dụng thực tiễn rất là cao anh chị nha. Bởi vì sản phẩm chúng ta đã có, cái việc mà ứng dụng công nghệ này vào đưa cái đồng token trong tương lai vào sử dụng thì rõ ràng đó là một cái lợi thế cực kỳ lớn, và nó sẽ đáp ứng được cái mục tiêu cũng như là kế hoạch của Mainland trong tương lai, khi rất nhiều sản phẩm sẽ phải sử dụng công nghệ blockchain trong đó, cũng như là tiến đến cái mục tiêu là trở thành một cái ngân hàng số chuyên biệt cho lĩnh vực bất động sản trong thời gian tới. Đấy, một vài chia sẻ cập nhật cho anh chị em như vậy. Vâng, cảm ơn những cái chia sẻ rất là quý giá từ anh Hoàng Đường. Thì cả nhà mình ơi, ngay bây giờ đây là 9 giờ rưỡi rồi, chỉ còn 30 phút nữa thôi là cái chương trình của chúng ta đã kết thúc. Và trong Zoom ngay bây giờ đây, Cẩm Trí đã thấy là 279 anh chị em. Thì chương trình giao lưu vào tối thứ hai không chỉ dành riêng cho người đang tìm hiểu về dự án Mainland đâu ạ. Nó cũng dành riêng cho tất cả những ai có những câu hỏi thắc mắc gì về Mainland, chẳng hạn những người mới tham gia về Mainland, vào Mainland thì chúng ta có những cái thắc mắc như là về sản phẩm nè, chúng ta có thắc mắc không ạ? Hay là về lộ trình nè, hay là về dự án chiến lược cũng như là sứ mệnh Mainland như thế nào, vươn tầm ra thế giới như thế nào, vân vân, rất là nhiều câu hỏi mà chúng ta muốn được hỏi để mà chúng ta giải đáp xong rồi chúng ta có muốn đi chia sẻ không ạ? Vì khi mà chúng ta đồng hành vào cái dự án Mainland rồi là chúng ta đã quyết định là chúng ta tin tưởng vào cái dự án Mainland này. Thì khi mà chúng ta thấy một cái dự án tốt này, một cái cơ hội tốt như thế này, chúng ta muốn chia sẻ cho nhiều người không ạ? Và muốn cho mọi người cùng tham gia với mình để sau này á cùng thịnh vượng, cùng tự do tài chính cho mình không ạ? Nếu như mà muốn vậy
thì chúng ta làm như thế nào? Chúng ta phải hiểu hết về dự án, hiểu hết về sản phẩm, hiểu hết về cơ chế hoạt động của công ty. Khi đó chúng ta mới mạnh dạn và đủ tự tin và có đủ kiến thức để mà đi chia sẻ, đúng không ạ? Thì thậm chí cũng mong muốn cả nhà mình không phải là người mới đâu, cả nhà mình hãy có những câu hỏi gì, hay là có những băn khoăn gì, hay là khi mà chúng ta chia sẻ với khách hàng, chúng ta còn gặp những cái câu hỏi của khách hàng hỏi bản thân mình mà mình còn không có được cái câu trả lời thỏa đáng cho khách, thì chúng ta hãy mạnh dạn giơ tay, mở cam lên để mà cùng giao lưu với ban tổ chức. Có thể ban tổ chức sẽ giúp cho mình giải tỏa hết cái vấn đề đó và mình sẽ tự tin hơn để mà lan tỏa mai lên ạ. Vâng, thì ngay bây giờ Cẩm Trí có chị, thấy chị Nguyệt trên màn hình cũng như anh Quang Kỳ cười thật là tươi, đã raise hand trên màn hình. Hai anh chị này thì cũng đã là thành viên trong MyLand, thì em cũng mong muốn cả nhà mình cùng giao lưu. Thì đầu tiên em xin mời chị Nguyệt trước ạ. Em xin mời chị ạ. Chị Nguyệt mở mic đi ạ. Dạ rồi chị, em xin mời chị ạ. Xin chào các anh chị ạ. Em xin phép hỏi anh Hoàng Đường luôn ạ. Vừa rồi em có nghe anh nói về cái mây coi và thưởng cho những nhà đầu tư nào thì có những cái tham gia gói mây mà trong cái năm 2021 này. Vậy thì em xin phép được hỏi là những người mà tham gia gói góp ấy thì chắc chắn là đến cuối năm 21 là chưa kết thúc được. Vậy thì còn sau đấy sang năm 22 đấy thì cái mây coi này như thế nào ạ? Có được chuyển sang hay không? Có được thưởng nữa hay không ạ? Vâng, em xin phép ạ. Cảm ơn câu hỏi của chị Nguyệt nhé. Hoàng Đường chia sẻ lại cái điểm này hồi nãy, chia sẻ hơi thiếu một chút, có thể là anh em sẽ bị lầm. Cái kế hoạch là gì? Tất cả những người, mặc dù là trước đó tại cái chương trình trả góp của chúng ta là tiến hành từ đầu tháng 9 đúng không ạ? Vâng. Chương trình mà trả góp trả chậm đấy, anh chị phân biệt trả chậm và trả thẳng nha, trả ngay. Vâng. Thì những người mà tham gia kể cả trả thẳng là đương nhiên, cái chuyện mà trả ngay là đương nhiên sẽ được nhận đợt này rồi. Nhưng những người mà tham gia trả góp chốt sổ đến ngày 30 tháng 9 anh Khánh nhỉ? 30 tháng 9. Thì trong cái đợt tới, trong cái đợt mà phân bổ đồng mây coi sắp tới thì những người đó sẽ nằm trong danh sách sẽ được nhận mây coi đợt này. Tuy nhiên thì cái việc mà cam kết tặng theo tỷ lệ 1:1 thì là cho tất cả mọi đối tác. Thì những anh chị nào mà đang còn tham gia cái gói trả góp ấy, trả chậm ấy, thì chúng ta hoàn toàn yên tâm là khi anh chị hoàn thành cái nghĩa vụ, anh chị hoàn thành cái nghĩa vụ trả góp của mình thì những cái đợt tiếp theo cũng sẽ được trả về tài khoản anh chị cái đồng mây coi đó theo đúng cái sự cam kết là tỷ lệ 1:1. Nghĩa là sẽ có rất nhiều đợt anh chị nhá, sẽ có rất nhiều đợt trả về cho anh chị. Thì chỉ có sự khác biệt là anh chị nào mà tiến hành trả ngay ấy, góp ngay chứ không có trả chậm thì chúng ta được nhận đợt này và có khả năng chúng ta được thanh khoản trước thôi. Nhưng mà khi anh chị hiểu được cái nền tảng và cái giá trị của đồng mây coi, một đồng coi nó có tính thực tiễn, tính ứng dụng, thì chúng ta biết rồi, đầu tư đúng không ạ, mà chúng ta giữ nó càng lâu thì cái tài sản chúng ta mới rất nhiều giá trị đúng không ạ. Đừng có vội bán luôn đâu. Đó là lời chân tình hoặc là nhà đầu tư trong thị trường crypto cũng nhiều năm. Đấy, thì đây là cái thứ chúng ta được tặng thêm, có thêm thì biết đâu đó sẽ là những cái khối tài sản khổng lồ của anh chị sau này. Được không ạ? Mà chia sẻ với chị Nguyệt trả lời của anh ạ. Dạ vâng ạ. Vâng, em xin chào các anh chị ạ. Tiếp theo thì chắc là mình sẽ mời một người từ thị trường Ba Lan, bạn Quang Kỳ. Nhưng mà hình như Quang Kỳ hiện nay đang ở Séc đúng không? Anh Quang Kỳ bật mic đi ạ. Ok, xin mời Quang Kỳ. Dạ vâng, em xin chào cả nhà. Em tên là Quang Kỳ và em cảm ơn anh Khánh đã quan tâm đến em như vậy. Thì thực sự là em đúng là em đang, hiện tại em đang ở Séc. Và em cũng có một câu hỏi nhỏ nhỏ nhờ các anh chị có thể giải đáp giúp em, cũng như những cộng đồng người Việt xa quê. Thì các anh chị và có thể trả lời giúp em, đó là cái lộ trình kế hoạch khi công ty hoàn thành tất cả các sản phẩm trong hệ sinh thái Mainland nhà mình để đưa ra thị trường quốc tế thì đã có lộ trình kế hoạch như thế nào
để có thể phát triển ra bên ngoài như thế này, và cần những cái điều kiện cụ thể như thế nào để những người xa quê có thể trở thành một cái cánh tay nối dài của Chủ tịch Phạm Mai Trung được đồng hành với tập đoàn. Xin cảm ơn. Không biết là chuyên viên Lừng Danh hay Hoàng Đường nhỉ, nhưng mà thôi câu chắc anh sẽ mời Hoàng Đường đi. Ok, Lừng Danh nãy giờ chắc cũng khá mệt rồi, để anh chia sẻ cái góc nhìn này, có thể em bổ sung thêm sau. Thì cảm ơn câu hỏi của Quang Kỳ. Về cái lộ trình kế hoạch đấy phát triển thì rõ ràng chúng ta được chia sẻ rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Nếu như em được thường xuyên tham dự các cái buổi OPP thì bản chất chúng ta là những nhà đầu tư, chúng ta là những nhà đầu tư đang đồng hành với doanh nhân Hoàng Mai Trung, thì chúng ta sẽ nắm được cái lộ trình tổng thể, đúng không ạ? Kế hoạch đã có, ví dụ như là Upcom ngay từ đầu đã có cái kế hoạch là Upcom tại Việt Nam đó, và anh chị thấy không ạ? Vừa rồi là chúng ta đã được cấp mã cổ phiếu bởi trung tâm lưu ký chứng khoán, cổ phiếu mã cổ phiếu là May, có hẳn cái mã iSIN số bao nhiêu đấy. Đó là lộ trình, thì chúng ta đang thực hiện cái việc đó thì đúng như kế hoạch, mà thậm chí là còn sớm hơn, vượt cả cái sự mong đợi. Nghĩa là sao? Cái đó tôi xin chia sẻ thêm một chút cho anh chị nắm là cái tờ chứng nhận đó đấy là cái bước đệm đầu tiên, cái điều kiện đầu tiên để chúng ta đăng ký niêm yết trên sàn chứng khoán Upcom. Sàn chứng khoán Upcom là gì thì có lẽ không có thời gian chia sẻ nhiều, anh chị chúng ta tìm hiểu trên Google ha. Và cái bước tiếp theo là gì? Chúng ta sẽ nộp hồ sơ để được niêm yết trên sàn Upcom. Đó. Và một bật mí nhỏ nhỏ thôi cho cả nhà, cái lẽ là thông tin này có lẽ là không phải nên giữ bí mật quá, nhưng mà chúng ta hãy có thể là chúc mừng nhau, bởi vì chỉ còn chờ ngày lành tháng tốt để Mayland tổ chức một cái event nhỏ nhỏ chào mừng cái mã cổ phiếu chúng ta chính thức lên sàn Upcom chị, tại vì hồ sơ tất cả mọi thứ đâu đã ra đó và hoàn thiện, đã xong hết rồi, được duyệt rồi nhé. Thì anh chị chúng ta hãy chúc mừng nhau về cái điều đó. Đây, đương nhiên rồi, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là Mayland sẽ làm được cái việc đó và đạt được kế hoạch. Còn cái lộ trình tiếp theo là gì? Chúng ta chỉ quan tâm đến cái kế hoạch là IPO tại Hồng Kông, đúng không? Vào năm 2024. Và hiện nay thì đã có cái sự hợp tác giữa Mayland và công ty PwC, một tập đoàn đa quốc gia chuyên về tư vấn và tập đoàn cực kỳ nổi tiếng và uy tín trong cái lĩnh vực này. Thì vai trò chúng ta, thậm chí cả bản thân tôi, là tôi cảm thấy rất là an tâm trong cái việc mà chúng ta đã có những đội ngũ chuyên gia làm cái việc đó. Họ sẽ giúp chúng ta, đúng không ạ, hoạch định, cùng lên kế hoạch, lên chiến lược để làm sao đạt được cái mục tiêu. Vì họ là những cái người là chuyên gia, là những người cực kỳ có kiến thức về đầy đủ trong cái lĩnh vực mà làm sao để IPO thành công tại Hồng Kông. Và bởi vì vậy, thấy được cái tính khả thi của Mayland trong kế hoạch của Mayland, cho nên họ mới đặt bút ký hợp tác. Đó, chúng ta hãy đặt góc nhìn đó và với vai trò, tôi thiết nghĩ rằng chúng ta ngoại trừ anh chị em là những chuyên gia về kinh tế, đúng không ạ? Thì chúng ta nên sẽ có những câu hỏi nó sâu hơn. Tuy nhiên là với vai trò, ví dụ tôi không phải là chuyên gia kinh tế, hoặc là rất đa số anh chị em trong này như vậy, chúng ta thấy được cái điều đó, đó là tín hiệu tích cực. Ở góc nhìn tích cực là gì? Là Mayland đang đi đúng cái con đường, đúng cái lộ trình, và đang tìm cái sự hợp tác, cái sự hợp lực của những cái tổ chức uy tín có thể giúp cho Mayland đạt được cái kế hoạch, đạt được cái mục tiêu. Đấy. Và chúng ta chỉ việc là đồng hành ủng hộ thôi, đúng không ạ? Thì Quang Kỳ còn cái ý nào muốn hỏi thêm không? Hồi nãy anh trả lời hết ý em, câu hỏi em chưa nhỉ? Em bật mic lên. Được rồi Kỳ. Vâng, rồi. Vâng, em cảm ơn cái phần chia sẻ rất tuyệt vời của anh Hoàng Đường. Tức là ý của em đó là khi mà chúng ta đóng gói sản phẩm xuất khẩu ra thị trường quốc tế, thì chúng ta chính sách của công ty nhà mình là sẽ có những chính sách như thế nào đối với người xa quê, ví dụ như anh Vạn hoặc là chị Thúy, để có thể là mở rộng thị trường quốc tế nhanh nhất và
phát triển mạnh nhất. À, cái việc mà hợp tác phát triển thì em thấy rồi, hiện nay là tất cả mọi người đều có cơ hội đó mà. Đúng không ạ? Bây giờ nếu như em thấy ở đây vai trò chúng ta là những người hợp tác là có thể là chỉ là vai trò là chỉ đóng góp tiền thôi. Nhưng có rất nhiều người ở đây là họ đóng góp cả công sức nữa bằng việc là chia sẻ, lan tỏa. Ở hai phần. Phần đầu tiên, như cái buổi hôm nay là chúng ta có thể chỉ nói về là cái phần hợp tác cùng với nhà sáng lập để cho người khác thấy được cơ hội để góp tiền vào. Thì chúng ta đang làm chia sẻ cho cái mảng hệ thống Hoàng Mai chung. Còn như câu hỏi của em về sản phẩm. Đúng không ạ? Bây giờ chúng ta vẫn được quyền làm việc đó thông qua cái nền tảng tiếp thị liên kết. Chúng ta đã có tài khoản, sẽ có đường link để chia sẻ. Thì cái việc mà mọi người thông qua cái sự mong muốn của mình, đúng không ạ, cùng hợp tác với Milan chia sẻ, lan tỏa cái điều đó, thì em sẽ được hệ thống tự động ghi nhận những cái công sức của em. Đúng không ạ? Và chi trả cái quyền lợi cho mình theo cái cơ chế có sẵn tại từng thời điểm. Đấy. Còn nếu như chúng ta muốn hợp tác ở cái mức độ cao hơn nữa là gì? Có thể là phát triển trở thành một đăng ký, trở thành một cái văn phòng đại diện. Tất nhiên nó có những cái quy định yêu cầu cụ thể cho tại cái khu vực đó mà mình đang mong muốn hợp tác ở mức độ cao hơn, thì là cấp độ văn phòng đại diện. Hiện nay là cấp độ văn phòng đại diện là tốt nhất. Đấy. Thì em có thể nghiên cứu ha. Nhưng mà trước tiên dù gì đi nữa, dù là ở vai trò nào, cái sự mà đóng góp lan tỏa của mình ấy mà làm việc có hiệu quả thì dần em sẽ tìm được ở cái nấc thang, thậm chí là kể cả nấc thang nghề nghiệp tại Milan. Đấy, với vai trò là một đối tác hợp tác bình thường, nhưng chúng ta có rất nhiều cái nấc thang nghề nghiệp ở trong đó, đúng không ạ? Anh chị tham gia những cái buổi chia sẻ chuyên sâu hơn về cái cơ chế, về chính sách ấy, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về nó nhé. À, ngoài Quang Kỳ có mặt trong Zoom thì anh còn thấy có Vi Thúy, thì không biết là Vi Thúy có tiện để mở cam cùng giao lưu với mọi người không? Vi Thúy thị trường Đức nè, mà hình như đâu đó hình như Vi Thúy đã về Việt Nam rồi đúng không nào? Có tiện để mở cam trao đổi với cùng với mọi người không Vi Thúy ơi? Rất tuyệt vời, ngày hôm nay chúng ta lại có những bạn người Việt, những người con Việt của chúng ta xa xứ mà ngày hôm nay lại có mặt trong Zoom, rất tuyệt vời. Cảm ơn tất cả các bạn đã cùng hợp tác nối dài cánh tay Mayland ra cho cộng đồng quốc tế. Và xin rất cảm ơn. À, xin mời Cẩm Trí. À, vâng, thì em thấy trong Zoom của chúng ta tuy cả nhà mình rất là nhiều cái gương mặt bật cam và đang đăm chiêu để mà nghe những cái câu hỏi cũng như những cái câu trả lời, mà không biết trong lòng có muốn hỏi gì những cái câu cho ban tổ chức không, tại vì thời gian cũng không còn nhiều nữa đâu ạ. Đây, lúc nãy có cô Vũ Thủy cũng đã raise hand trên màn hình, mà lúc đó là Cẩm Trí cũng chưa kịp mời cô lên, thì bây giờ con xin phép mời cô Vũ Thủy lên để mà giao lưu với ban tổ chức, và cô có những câu hỏi gì hay những thắc mắc gì thì cô có thể giao lưu, cô có thể hỏi ạ. Vâng, con xin phép mời cô ạ. Vâng, cô bật mic lên đi ạ. Cô bật mic được chưa ạ? Cô chưa bật mic được. Cô Vũ Thủy bật mic được chưa ạ? Rồi. Dạ. Cô không bật được. Ban tổ chức mượn. Rồi. Dạ rồi ạ. Cô thì lúc sáng này cô có một người khách thì họ cũng hỏi. Dạ, nó có liên quan đến cái câu như lúc nãy Hồng Đường trả lời cũng như danh trả lời là, nhưng mà họ có thêm một cái câu nữa là với công ty mà cô giới thiệu là họ làm công ty công nghệ mà họ sản xuất được 26 cái sản phẩm để phục vụ cho chuyên ngành bất động sản, mà nó cũng là có làm công ty đi tiên phong. Cô muốn nói đến cái chỗ là cạnh tranh, là chưa có đối thủ cạnh tranh. Thì họ bảo rằng nếu gọi là chưa có đối thủ cạnh tranh thì tại sao không tung ra thị trường ngay, không tung ra thị trường ngay và đi với tốc độ nhanh hơn, mà phải bây giờ phải đi gọi góp vốn dần dần như vậy. Thì cô nói là bây giờ công ty vẫn chưa có cái hướng là muốn để những cái đối thủ lớn vào trong lúc này, và họ muốn đưa cái công ty đại chúng mà muốn cho rộng rãi hơn để nhiều người vào đây hơn. Thì họ bảo rằng là nếu đi như vậy, cái tốc độ để gọi vốn vừa hoàn thiện sản phẩm thì nó chậm. Mà so với công nghệ thì rất dễ ăn cắp.
Nếu mà trong thời đại này mà nếu mà công ty mà làm công nghệ mà nó vốn nhiều, nó vốn sức sức vốn rất là khủng khiếp thì nó vào đây nó sẽ sao chép những cái sản phẩm đó thì nó đi nhanh hơn mình, thì là mình có thể giữ được nổi là tiên phong hoặc là độc chiêu hay không. Vậy thì mình cho là mình là tiên phong mà là không có đối thủ cạnh tranh thì liệu có đúng hay không, liệu có thể đấu tranh lại được cái điều đó hay không, nhà đầu tư có đủ sức tin tưởng vào điều đó hay không. Đấy là hỏi như vậy. Thì cô thì hơi bị kẹt chỗ này. Vâng, với câu hỏi của cô Thủy thì rất là tuyệt vời. Thì với câu hỏi này thì chị cũng xin mời Lâm Danh trả lời để mà cho cô Thủy có cái để cô Thủy trả lời lại cho khách hàng của cô ạ. Chị xin mời em. Vâng, xin cảm ơn cô Vũ Thủy. Một câu hỏi cũng khá là hay đúng không ạ? Bây giờ đúng như họ nói đó, nhưng họ có trong cái câu hỏi của cô có hai ý, có hai ý nha cô nhé. Ý đầu tiên họ nói rằng trong một cái thị trường họ nói là không có đối thủ, thì không phải riêng cái thị trường nào mà không ai làm đó thì thị trường đó nó cũng không tiềm năng đâu, mình phải nói thật như thế ạ. Kể cả thị trường của Mayland cũng đang có rất nhiều đối thủ luôn, có rất nhiều người họ đang làm, nhưng mình hãy nhớ rằng trong khi mà cùng nhau làm, cùng nhau chạy song song, ông nào nhanh ông ấy sẽ thắng. Họ nói cũng khá là đúng. Ông lớn ông ấy sẽ thắng. Và cái Mayland em đang nói rất nhiều đơn vị họ đã nghiên cứu, họ đã làm rồi, làm theo cái hình thức cũng liên quan đến công nghệ cho lĩnh vực bất động sản. Nhưng có nhiều cái yếu tố về con người có thể là họ không đủ, cái yếu tố về công nghệ có thể họ không đủ, có thể là có những người yếu tố về tài chính họ cũng không đủ. Đó, cho nên là ở tại Mayland thì tất cả về con người chúng ta cũng đang có khá là nhiều đúng không ạ? Về tài chính, đây bây giờ cháu lại giải quyết sang cái câu thứ hai liền. Họ nói rằng tài chính cần nhiều tiền ngay từ ban đầu, họ nói đúng. Nhưng đang nói rằng họ chỉ đúng theo một cái khía cạnh thôi. Họ nói tại sao không gọi quỹ đầu tư, tại sao không gọi các cái vốn vào để cho nó nhanh. Xin thưa ạ, một quỹ đầu tư bây giờ vào với Mayland, bây giờ họ định giá theo giá trị thực của Mayland bây giờ được mấy chục tỷ ạ, được mấy trăm tỷ ạ. Và họ lấy một nửa doanh nghiệp đi, cứ cho họ cho 1.000 tỷ đi, mà họ lấy một nửa doanh nghiệp Mayland đây là 500 tỷ, 500 tỷ Mayland có làm được không ạ? Hoặc là 5, 7 người, 10 người giàu có mỗi người bỏ ra 100 tỷ đi ạ. Ví dụ 10 người giàu có như anh Lê Khánh chẳng hạn, ví dụ như thế. Mỗi người 100 tỷ đi, nó ra có 500 tỷ thôi. Họ nghĩ rằng đó là nhiều tiền. Nhưng thật ra không nhiều tiền đâu ạ. Mayland mỗi một người bỏ ra một ít, cảm thấy là ít tiền, nhưng thực chất ra nó lại rất nhiều tiền. Bây giờ ví dụ Mayland bây giờ hơn 30.000 người rồi đúng không ạ? Nhưng khi nào lên 100.000 người đi, chúng ta cần 300 tỷ. Mỗi người phải bỏ ra bao nhiêu tiền ạ? Có 3 triệu đồng thôi. Cảm thấy rằng số tiền nó nhỏ, nhưng nhiều người mỗi người bỏ vào một ít, nó rất nhiều tiền. Cho nên cái khía cạnh cháu trả lời cô là như này. Thứ nhất, Mayland đi theo cách cộng đồng này, tiền nó cũng rất nhiều chứ nó không hề ít ạ. Bởi vì nhiều người đóng góp lại, mỗi một người một ít. Đấy là cái ý thứ nhất về tài chính. Họ nói rằng Mayland đi theo cách đó không có nhiều tiền một cục ngay ban đầu. Xin thưa, nhiều hơn là cách mà các cái quỹ đầu tư vào. Bởi vì cô hãy hiểu rằng bản chất của quỹ đầu tư vào, thứ nhất họ định giá doanh nghiệp là theo thời gian thực bây giờ, cái tài sản thực của doanh nghiệp bây giờ. Cái thứ hai là họ giải ngân cái vốn đó theo cái tiến độ của sản phẩm. Sản phẩm Mayland bây giờ, ví dụ họ cho Mayland 1.000 tỷ đi, sản phẩm Mayland bây giờ mới được 15%, họ chỉ giải ngân là 15% thôi cô ạ, là 150 tỷ thôi, nó không hề nhiều tiền đâu. Đó là về cái phần vốn. Còn về đối thủ, có đối thủ mới là cái tốt, tất cả cái gì cũng vậy thôi ạ. Bởi vì sao? Khi mà anh có đối thủ đang chạy theo anh, và anh nếu anh không chạy nhanh đó, anh dừng lại tại chỗ đó. Một cái vụ gần đây nhất, nếu mà anh chị để ý hoặc là cô để ý ạ, đó là Nokia đúng không ạ? Nokia là cái hãng điện thoại di động hầu như là nổi tiếng thế giới cách đây khoảng 10 năm về trước. Nokia lúc đấy chắc cái tuổi của các cô, các anh chị là những người đang dùng Nokia đúng không ạ? Là cái người rất là nổi tiếng. Nhưng khi mà tất cả các hãng nó mọc lên sau đó, nó lên sau tại Mỹ đó, hoặc là tại Trung Quốc đó, hoặc là Hàn Quốc như Samsung đó, họ bắt đầu họ đi theo cái dòng cảm ứng đó, điện thoại gọi là smartphone đó, điện thoại thông minh đó, thì Nokia không chạy theo, phải dừng lại.
Và đến ngày hôm nay đó, cái câu trả lời là gì ạ? Cái ông mà không thay đổi, không chạy theo người khác, không chạy theo công nghệ đó, ông sẽ bị dừng lại và sẽ bị mất luôn. Chính vì vậy, đang nói rằng có đối thủ và có nhiều đối thủ luôn. Và mình càng thành công lớn thì còn càng nhiều người họ ra nữa cơ. Nhưng nó tốt cho mình ở một cái điểm là gì ạ? Khi mà đối thủ họ ra mà mình không chạy nhanh, mà mình không chạy lớn đó, là mình sẽ bị thua họ. Chính vì thế nó là một cái động lực để làm gì ạ? Để thúc cho mình phải chạy nhanh hơn, để thúc cho mình phải sáng tạo hơn. Đấy là cái ý thứ nhất cho trả lời. Cái ý thứ hai ạ, kể cả họ có ra mắt, nhưng cái sản phẩm của Mailen nó không phải là một cái. Nếu một cái như Facebook đến hàng chục năm nay còn chưa ai học được mà bắt trước, hoặc là bắt trước được rồi cũng chưa thành công được như họ, thì không huống gì Mailen 26 cái sản phẩm, 26 cái hệ sinh thái. Thì sao ạ? 26 cái sản phẩm này họ rất khó để họ có thể bắt trước được nha. Bắt trước được một cái, hai cái thôi, chứ không thể nào bắt trước được hết. Chính vì vậy, xin trả lời lại các cô. Thứ nhất, về tài chính, mình đi theo cộng đồng cùng đóng góp vào đây để xây dựng doanh nghiệp. Mình rất nhiều cho nên mình cũng không hề ít đâu ạ. Mình làm khá là lớn đó, cô thấy đó. 2 năm mình đã phát triển như thế và cô đã lên thăm công ty rồi. Cái thứ hai ạ, cái lĩnh vực nào mà không có đối thủ cạnh tranh á, cái lĩnh vực nào mà không ai muốn làm á, là lĩnh vực đó không có tiềm năng. Còn Mailen càng thành công thì càng nhiều đối thủ. Nhưng cái đó nó là một cái sức bật cho Mailen, nó là một cái sức để Mailen cùng chạy với họ và phải cố gắng để chạy nhanh hơn họ để họ cho họ không đuổi kịp. Và cái quan điểm của Mailen để kết thúc ạ, quan điểm Mailen làm doanh nghiệp là mình tập trung cho hai cái. Thứ nhất là mình phải làm công nghệ để nó đi nhanh, càng nhanh càng tốt để cho không ai đuổi kịp. Cái thứ hai ạ, phải làm lớn, phải làm tổng thể để làm gì ạ? Để cho những ai muốn bắt trước đó, muốn theo đó cũng khó theo. Đó. Và câu trả lời là gì ạ? Nếu mà cô để ý, Grab họ sang Việt Nam, khi mà họ sang Việt Nam họ thành công, rất nhiều ông xe công nghệ ra mắt tại Việt Nam nhưng cuối cùng đều thất bại hết. Và đến ngày hôm nay Grab vẫn đang trụ vững ở tại Việt Nam. Đó. Đấy là những cái câu trả lời của cháu dành cho cô như vậy. Cảm ơn cô. À, đó. Nhưng chính cái câu mà ví dụ Grab đó, họ lại bẻ cô lại một lần nữa. Họ bảo là cái thằng Grab á, nó vào á, thì nó chịu nhiều sức ép và nó đổ rất đầu tư đổ rất là nhiều tiền, vì nó nhiều tiền nó đổ nó chịu tất cả cái chi phí đó thì nó mới đứng vững được. Còn cái thằng Mailen này bây giờ đang huy động từng cái đồng vốn như thế này mà công nghệ thì cao, nó bắt chước trước, nó đi trước rồi mà công ty cũng đang có huy động như thế này thì làm sao chạy lại với cái thằng giàu có? Nếu không có một cái thằng giàu có mà nó bắt chước công nghệ, nó ăn cắp công nghệ, mà thời buổi công nghệ bây giờ nó ăn cắp rất là nhanh, nó ăn cắp rất là nhanh mà tiền thì không bằng nó, nó cứ thằng to đầu nó vào đây thì liệu cạnh tranh được với nó hay không thì đấy. Vâng, cảm ơn cô. Cái câu hỏi của cô nó có mấy ý. Ý đầu tiên ạ, đó là tiền, nói về tiền ạ. Mailen nói nhiều cũng không phải, nhưng nói ít thì cũng không ít đâu ạ. Đang nói ạ, ít so với ai. Và Mailen cũng không hề ít, bởi vì cái cộng đồng của Mailen bây giờ ạ, 30.000 đối tác, cũng không hề ít tiền nhé cô nhé. Cái thứ hai là gì ạ? Về cái khía cạnh về những cái đối thủ mà họ nói là họ có tiền. Ví dụ như một đơn vị nào đó đi, họ đã thành công ở một lĩnh vực khác, họ bắt đầu họ nhảy sang, họ mang tiền sang. Nhưng trong kinh doanh cô ấy, cô hãy trả lời họ. Trong kinh doanh không phải anh thích thấy họ thành công cái gì, anh nhảy sang mà anh làm, anh đổ tiền vào anh làm mà anh đã thành công như họ. Bởi vì sao ạ? Ví dụ anh Khánh đã thấy chị Cẩm Trí thành công ở trong cái lĩnh vực spa, đúng không ạ? Anh Khánh có đổ ra nhiều tiền gấp 10 lần chị Cẩm Trí đi, nhưng không phải là cái lĩnh vực của chị Cẩm Trí. Thì sao ạ? Thì không bao giờ anh Khánh có đổ thêm tiền vào nữa cũng không bao giờ thành công được. Và trong doanh nghiệp, những cái yếu tố then chốt để thành công, thứ nhất đó là con người lãnh đạo là then chốt nhất. Anh Hoàng Mai Trung đã hội tụ đủ mấy cái yếu tố về điều hành doanh nghiệp, về bất động sản, và là những người đã thành công, là chuyên gia và được huy chương vàng ở trong lĩnh vực về công nghệ. Chính vì vậy để mà một người, một đơn vị khác họ tìm ra được một con người như vậy hiếm lắm ạ. Nói về bất động sản ở Việt Nam, để mà tìm ra một người chủ lớn thì đến bây giờ mới chỉ có Bắc Vượng thôi, đúng không ạ? Nói về những cái công nghệ thì có thể là FPT như chú Trương Gia Bình chẳng hạn, hoặc trên thế giới rất nhiều những ông chủ, hoặc là các mạng xã hội ví dụ như thương mại điện tử như Trung Quốc như Jack Ma chẳng hạn, nó có phải có nhiều người như vậy đâu. Còn khi mà thuê về đó, ví dụ anh Khánh anh có hàng vài chục nghìn tỷ, anh thuê một con người về mà họ làm thuê, anh chị hãy nhớ rằng khi mà một người làm thuê và
và một người làm cho mình thì ai là người làm việc hiệu quả hơn? Đó, cho nên yếu tố con người ở Mayland đã thắng rồi nhá. Anh Hoàng Mai Trung có đủ mọi tiềm lực, có đủ tất cả thứ đó và đang làm cho mình. Yếu tố thứ hai là những cái chiến lược về kinh doanh. Để mà nói cộng đồng của Mayland 30.000 con người bây giờ đang đi làm miễn phí cho Mayland, nhất là đang đi marketing một cách như cô, đúng không ạ? Cô không, Mayland không trả lương cho cô nhưng cô vẫn đang đi giới thiệu về Mayland, đúng không ạ? Cô mới gặp cái câu hỏi này. Để mà nói 30.000 con người này mà chỉ cần trả lương cho mỗi người bao nhiêu ạ? 2 triệu đồng thôi để đi marketing một tháng thôi là phải trả mất 60 tỷ rồi đấy ạ. Nhưng ở Mayland đang được miễn phí. 30.000 người này đang đi marketing miễn phí cho Mayland. Nó là một cái sức mạnh cộng đồng mà không đơn vị nào có được. Đó, đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba là những cái chiến lược kinh doanh của mình. Do những chuyên gia liên quan đến chiến lược kinh doanh thì nó rất nhiều yếu tố, thì không tiện nói ra ở đây, bởi vì nó là cái chiến lược rồi. Thì nó rất nhiều yếu tố mà mình phải có những cái key của mình để mình đi. Nhưng có hai cái mà cháu nói đó, nhưng nó dồn lại đó là con người. Mình có ông chủ là Chủ tịch Hoàng Mai Trung, là người sáng lập ra, có đầy đủ các yếu tố đó. Thứ hai đó là có cộng đồng để marketing miễn phí, có cộng đồng để cùng góp vốn vào đây, để cùng xây dựng. Cho nên tiền mình cũng không hề ít. Cái người mà nói rằng Mayland ít tiền đó, họ chưa tìm hiểu về Mayland, họ chưa hiểu thôi. Mayland không hề ít tiền đâu cô ạ. Cảm ơn cô. Trả lời của Danh cũng như câu hỏi của cô Vũ Thủy ạ. Thì chẳng hay cô Vũ Thủy còn có câu hỏi nào không ạ? Với cô thì với người khách đã, họ cũng hỏi thêm một câu nữa là về pháp lý, thì cô cũng đưa giới thiệu cho họ về tất cả những cái chứng từ pháp lý. Họ bảo rằng thế thì hỏi cô là cái dấu đỏ giáp lai này có không, dấu đỏ giáp lai. Ok, chắc xin cắt lời hai MC luôn. Xin lỗi cô Thủy một ít là cháu sẽ không có trả lời cái câu đó nữa. Bởi vì sao ạ? Cái câu đó cô thừa biết rồi. Một cái doanh nghiệp thì cái gì cần giấu thì mình phải có giấu rồi. Luật của Việt Nam thì mình không thể nào mà làm sai được. Mà họ hỏi câu đó thì người này, cháu cũng thấy là người này họ cũng không am hiểu nhiều đâu. Cho nên cái bây giờ cái cần đó là cô muốn chia sẻ được hiệu quả thì cô cần phải dành thời gian nhiều hơn để cô học nhé cô nhá. Còn buổi tối hôm nay mà cô cứ bảo cháu đi giải quyết để giúp cho cô trả lời được cái câu đó đó thì họ lại hỏi cô câu khác nữa cơ. Cho nên cái quan trọng nhất vẫn phải dành thời gian ra, như hôm cháu có chia sẻ cái khi tìm kiếm khách hàng thành công đó. Cái quan trọng nhất đó là mình cần phải am hiểu cái sản phẩm công ty của mình, tất cả mọi thứ liên quan đến công ty của mình. Khi mà họ hỏi thì mình mới trả lời được, trả lời cho họ cũng chưa được đâu cô nhé. Cảm ơn cô. Cô dành thời gian để tìm hiểu sâu về Mayland. Còn cái người mà hỏi liên quan đến cái câu là gì ạ? Những cái biên bản, những cái dấu có giáp lai hay không, giáp lai hay không đó. Thì cháu đã thấy người này họ không có quá am hiểu rồi. Bởi vì một cái công ty thật, làm thật theo pháp luật của Việt Nam, cái biên bản nó cần phải có dấu giáp lai rồi tất cả thì chúng ta cần phải có rồi. Thì cái này họ thấy họ hỏi cái câu hỏi nó hơi thừa một ít. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô Vũ Thủy rất là nhiều ạ. Vâng thì đã hết giờ nhưng mà cậm chí cũng thấy trên màn hình còn cái bàn tay ra hand của anh Phạm Hữu Thịnh. Thì anh Thịnh lúc nãy cũng có đặt câu hỏi cho ban tổ chức. Giao lưu ạ. Vâng thì không thấy anh Thịnh bật cam thì tới đây là chương trình của chúng ta cũng kết thúc ạ. Giờ này tuy là 10 giờ nhưng mà thậm chí cũng thấy còn rất là nhiều anh chị và cả cộng cái câu hỏi cũng như những cái câu trả lời rất là thú vị đúng không ạ? Vâng thì 10 giờ bên tổ chức cũng khép lại chương trình tại đây. Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn. Thì cứ hẹn, chúng ta cứ hẹn đúng 8 giờ tối thứ hai hàng tuần sẽ gỡ những cái vấn đề mà thắc mắc của tất cả mọi người, không kể cả người mới, người cũ. Chúng ta có những câu hỏi gì thì chúng ta cứ vào cái Zoom ngày tối thứ hai để chúng ta cùng nhau giao lưu cộng đồng với nhau. Để trước khi kết thúc chương trình thì công ty hàng tuần là vào thứ ba, tối thứ ba về dự án hệ sinh thái Mayland cũng như những cái giá trị lợi ích khi chúng ta đồng hành cùng với Mayland. Nhưng chương trình tối thứ bảy thì nó sẽ đặc biệt hơn chương trình tối thứ ba, đó là nó có chương trình quay số trúng thưởng thì lúc nào chúng ta cũng thấy người thuyền trưởng của chúng ta đó là anh Danh Nhân Hoàng Mai Trung sẽ lên chia sẻ cho chúng ta những cái kiến thức, những cái giá trị thật là bổ ích vâng và buổi sáng hàng tuần thì vào lúc 6 giờ tới 7 giờ thì có cái chương trình là khai phá
IQ tài chính của bạn. Cái chương trình rất là tuyệt vời. Cái khóa học này mới vừa bắt đầu, chúng ta hãy hỏi những người giới thiệu của chúng ta vào Mailand, hay là những anh chị mà đã chưa tham gia vào Mailand, thì chúng ta cùng nhau học những cái khóa học tài chính như thế này rất là tuyệt vời do cô giáo Hồng Hạnh dạy ạ. Và chương trình thứ 5 và thứ 6 tuần này thì có chương trình đào tạo chiến binh Mailand phiên bản mới, buổi sáng từ lúc 8 giờ rưỡi cho tới 11 rưỡi, buổi chiều từ lúc 1 rưỡi tới 5 giờ chiều ạ. Thì chúng ta hãy cùng nhau đăng ký để mà chúng ta học tập, để mà nâng cao kiến thức cũng như có nhiều kinh nghiệm hơn nữa, và nhiều cái kiến thức bổ ích để chúng ta cùng nhau lan tỏa Mailand và cùng nhau xây dựng Mailand, để mà chúng ta đưa cái thương hiệu Việt, một cái sản phẩm Việt vươn tầm ra thế giới ạ. Vâng, một lần nữa thì Cẩm Trí cũng như anh Lê Khánh gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý anh chị đã có mặt tại buổi Zoom tối ngày hôm nay, và chúc cả nhà mình có một giấc ngủ thật là ngon và ngày mai là một ngày làm việc thật là năng lượng ạ. Cả nhà mình ơi, chúng ta hãy cùng nhau mở cam lên để mà nhìn thấy nhau và chúc nhau, chào nhau ngủ ngon đi ạ. Rồi, Lê Khánh và Cẩm Trí xin chào mọi người và chúc mọi người trong cái ngày tháng 11 này sẽ gặp rất rất nhiều những cái niềm vui tiếp theo của nhà Mây chúng ta nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục cùng chờ đón trong những ngày tới đây, sẽ có rất nhiều thông tin thú vị liên quan đến cái việc mà Mây của chúng ta sẽ chính thức xuất hiện trên sàn Upcom. Vâng, xin chào và chúc ngủ ngon tất cả cộng đồng nhà Mây chúng ta. Vâng, chào cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon ạ.